Ca cấp cứu kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ. Trong thời gian ấy La chỉ vội vã tới một lần, dẫn các đồng nghiệp khu vực tới nhà xác lấy thi thể. Khi thấy Lục Bắc Thần vẫn còn đang cấp cứu, không có một chút tin tức nào thì anh ấy rất sốt ruột. Lo lắng vô cùng, rất muốn ở lại bệnh viện đợi tới lúc có kết quả. Nhưng phía cục cảnh sát lần này muốn triển khai điều tra vụ tai nạn giao thông. Anh ấy không thể phân thân, lúc sắp đi anh ấy dặn dò cố sơ chỉ cần có tình hình gì hãy lập tức thông báo cho anh ấy cố sơ mệt mỏi gật đầu là chỉ nhìn thấy quần áo cô bị dính máu bẩn hết cả bèn hỏi cô có cần thông báo cho cố tư tới không cố sơ suy nghĩ rồi từ chối đã rất muộn rồi cô tạm thời không muốn làm quá nhiều người lo lắng sau khi la chỉ đi khỏi cô bèn nhắn tin cho cố tư báo rằng nó không cần để cửa cố tư vẫn chưa biết chuyện gì đáp lại một tin trêu chọc valentine mà em hiểu em hiểu cố sơ không giải thích với nó cũng không nhắn tin lại cô nhìn thấy tin nhắn cuối cùng lục bắc thần gửi cho mình trong hộp thư đến mở ra xem đau xót vô cùng ngữ cảnh và ngư khương cũng túc trực suốt ở hành lang bình thường ngữ cảnh kính trọng lục bắc thần nhất ở trong lòng cậu ấy lục bắc thần vẫn luôn được coi là thầy là thần tượng, gặp phải chuyện này cậu ấy cũng hết hồn hết vía, khóe mắt cứ đỏ mãi, nhưng cũng may vẫn còn kìm nén được. Còn xin y tá phòng cấp cứu cốc sữa nóng mang về cho Cố Sơ và Ngư Khương. Đảm nhận trách nhiệm chăm sóc phái nữ. Sau khi bận rộn xong việc, Ngư Khương cũng chỉ còn biết đợi chờ. Cố Sơ biết cô ta không những không về, mà sẽ còn gạn hỏi chi tiết nguyên nhân vụ tai nạn. Thế nên khi Ngư Khương đứng trước mặt cô chất vấn, cô cũng không hề cảm thấy lạ. Chiếc xe ấy nhắm vào tôi. Bác thần vì đẩy tôi ra nên mới gặp tai nạn cố sơ thành thật khai báo. Cô hiểu rõ sau khi biết được tình hình thực tế, Ngư Khương sẽ phẫn nộ nhường nào. Nhưng đây chính là sự thật. Cho dù cô không nói, cô ta cũng có thể điều tra ra quá trình từ phía la trí. Quả không sai, nghe xong, sắc mặt Ngư Khương tái xanh nhìn cô chằm chằm như nhìn kẻ thù. Nghiến răng nghiến lợi nói, cố sơ, ngày nào trên đời này cũng có người chết. Vì sao cô chưa chết, cố sơ ngoài mặt tỏ ra vô cảm. Thực chất, trái tim đang dỉ máu. Ngữ cảnh nghe được mấy lời chủ ẻo của ngư khương. Giật nảy mình, vội bước lên nói, sao chị lại ăn nói như vậy được, vậy tôi phải ăn nói thế nào? Ngư khương chỉ tay vào cô cất giọng lạnh lùng nói với ngữ cảnh, chính cô ta hại Vích bị tai nạn. Tôi nói vậy là nhẹ nhàng với cô ta lắm rồi. Tôi chỉ muốn giết chết cô ta ngay lập tức, cô ấy cũng đâu muốn thấy chuyện này, ngữ cảnh kéo cô ta tới phía hành. Làng đối diện, khuyên nhủ, bây giờ không phải lúc trách cứ ai oán. Qua đây ngồi đã, ngư khương nghiến răng ken két, cuộn chặt tay lại thành nắm đấm, nhìn cố sơ không rời mắt. Nói tiếp tới tận bây giờ cô vẫn không chịu thừa nhận mình là một con yêu tinh hại người sao. Giờ Vic đang nguy kịch. Cô hài lòng rồi chứ. Cô còn muốn hại anh ấy mất đi thứ gì nữa. Tôi mà là cô. Tôi đã sớm rời xa anh ấy từ lâu rồi. Ngữ cảnh không ngừng kéo cô ta. Cố sơ mặc cho cô ta chửi mắng. Nửa câu tranh cãi cũng không nói lại. Đừng mắng nữa. Ngữ cảnh hạ thấp giọng. Nói. Ngư khương hừ một tiếng ngồi xuống đối diện dưới ngọn đèn dài cố sợ yên lặng ngồi đó con người không chút thần sắc hệt như một cái giếng khô am đạm và tĩnh mịch những lời ngư khương nói như kim châm từng nhát từng nhát đâm đau nhói trái tim cô sao cô lại không muốn người nằm trong kia là mình sao cô có thể mong cho lục bắc thần chịu nỗi đau lớn như vậy ngư khương nói không sai cô chính là yêu tinh hại người nếu không vì cứu cô lục bắc thần nào có gặp nguy hiểm tới tính mạng như lúc này thế nên khi bác sĩ smith từ trong phòng cấp cứu đi ra cố sơ vẫn còn ngơ ngẩn smith đưa ra dự liệu xấu nhất cho tình hình của lục bắc thần nghe xong kết quả ấy chân cố sơ mềm nhũn cả người suýt nữa thì ngã khuỵu xuống đất ngừ khương như người mất hồn lập tức túm lấy cổ áo smith nói thế nào gọi là không lạc quan tình hình của anh ấy chẳng phải trước nay chú vẫn hiểu rất rõ ư lần này anh ấy chắc chắn sẽ không sao cả phải không vẻ mặt smith gượng gạo ông vô thức nhìn cố sơ rồi ngầm ra hiệu bằng ánh mắt cho ngư khương hò khẽ chú chỉ nói tới tình hình xấu nhất rất nhiều lúc còn phải xem ý chí của bệnh nhân đổi bệnh viện đi ngư khương lẩm bẩm smith à đổi bệnh viện cho vick đi tìm bệnh viện tốt nhất smith khó xử khẽ thở dài đang định lên tiếng thì cố sơ đã nói trước bác sĩ giỏi nhất cũng ở đây rồi không còn cần phải đổi bệnh viện nữa ngữ cảnh bước lên kéo ngư khương một cái đúng rồi bác sĩ smith cũng đã ở đây còn chuyển đi bệnh viện nào được nữa vậy bác sĩ smith cố sơ ngắt lời vặn hỏi của ngư khương nhìn về phía smith khi nào thì anh ấy ra ngay thôi smith nhận ra cô vẫn đang cố gắng trụ vững gương mặt kia dường như không còn sắc máu sẽ có y tá đẩy cậu ấy vào phòng icu tối nay dù thế nào ở đây cũng phải có người tôi cũng sẽ trực ở bệnh viện có tình hình gì sẽ tiện xử lý kịp thời vâng con sẽ ở lại cố sơ gật đầu ngư khương bước lên cháu cũng sẽ không đi ngữ cảnh cố sơ khẽ lên tiếng cậu đưa ngư khương về nhà ngày mai hai người hãng qua hà ngữ cảnh sững sờ, tối nay tôi muốn ở lại trông giáo sư. Đúng vậy, Ngư Khương nhìn cô bất mãn, Cố Sơ. Cô không có tư cách đuổi chúng tôi đi, phòng ICU không cần nhiều người như vậy, Cố Sơ nói, dành mạch anh ấy cần yên tĩnh tuyệt đối. Cô Smith thấy tình hình không ổn bền khuyên nhủ Ngư Khương, Cố Sơ nói đúng lắm. Hai đứa nên về đi, sáng sớm mai lại qua. Bây giờ sức khỏe nó chịu không nổi việc chuyện bệnh viện đâu phòng ICU có hạn đông người đích thực là phiền phức ngữ cảnh kéo ngư khương đi thôi em đưa chị về ngư khương có thể sẽ không nghe lời cố sơ nhưng lời của bác sĩ smith thì cô ta tuyệt đối tuân theo cô ta hậm hực lườm cố sơ một cái rồi ra về cùng ngữ cảnh khi hai người họ đi khỏi smith nhìn cố sơ từ trên xuống dưới rồi ngập ngừng con có cần quay về thay quần áo không không sao đâu ở đây có chú trông Cố Sơ lắc đầu, bây giờ cô đã không quan tâm được quá nhiều chuyện rồi. Cứ như vậy, Lục Bắc Thần bị đẩy vào phòng ICU. Cố Sơ mặc quần áo vô trùng cùng Smith chăm sóc anh. Anh nằm trên giường bệnh, đầu quấn băng kín mít, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cả bờ môi thường ngày thích cười mỉm cũng trắng xanh. Mấy chỗ gãy xương trên người thì không có vấn đề gì, đã được bó bột có thể tự lành lại nhưng nội tạng thì bị thương nghiêm trọng vô cùng đây cũng là nguyên nhân tối nay cần giám sát đặc biệt điều cố sơ lo lắng nhất là phần đầu của anh lúc đó gáy anh đã chảy ra không ít máu cô chỉ sợ sức khỏe của nó khá yếu smith nhẹ nhàng nói lúc này chúng ta chỉ có thể cố gắng hết sức để duy trì tính mạng của nó chỉ cần có thể vượt qua được đêm nay thì còn hy vọng cứu sống nếu anh ấy có thể vượt qua được đêm nay thì anh ấy có thể tỉnh lại à cố sơ học y dĩ nhiên biết điều cần phải lo lắng nhất là gì bác sĩ smith im lặng rất lâu sau khẽ thở dài chú không muốn gạt con cố sơ à với tình trạng của nó hiện giờ cho dù có thể chống chọi được qua đêm nay khả năng tỉnh lại cũng không cao cố sơ vô thức nắm chặt tay anh lòng đau như dao cắt smith nhìn theo bóng lưng mỏng manh của cô bà vai hơi run lên ông không đành lòng bèn vỗ nhẹ vai cô để an ủi dù thế nào đi chăng nữa cứ qua đêm nay rồi tính tiếp cố sơ hít sâu một hơi gật đầu rất lâu sau cô mới nói con muốn xem qua tình hình máu tụ trong não anh ấy sắc mặt smith hơi sững lại ông ngập ngừng việc này thái độ của ông ấy khiến cố sơ nghi ngờ cô quay đầu lại nhìn sao thế à không tiện à cho dù là người nhà của Lục Bắc Thần, cô cũng có tư cách đặt ra yêu cầu này. Không phải không tiện, có điều bây giờ bây giờ các phim chiếu trục còn chưa đưa ra. Con cũng biết, bây giờ toàn là cấp cứu, nhân lực không đủ, Smith cho cô một lời giải thích khá hợp lý, khi nào tập hợp đủ tất cả các kết quả kiểm tra. Chú mang cho con xem." Cố Sơ khẽ gật đầu. Smith thầm thở phào rồi nói, "Nó có mấy đồ dùng cá nhân." còn phải tới phòng mổ ký nhận bây giờ ạ à, không sao chú ở đây trông đêm đã khuya bầu không khí buốt lạnh khiến người ta phát điên là chỉ ngồi trong xe cảnh sát hạ cửa kính xuống hút thuốc chẳng biết đây đã là điếu thuốc thứ mấy anh hút đêm nay nữa phía đồng nghiệp đã thông báo cho người nhà của tài xế gây tai nạn ngoài ra còn cần pháp y tham gia điều tra làm xong các thủ tục chuyển giao anh đã mệt tới sức cùng lực kiệt ban nãy nhận được điện thoại của cố sơ thông báo tình hình của lục bắc thần anh biết được mà trái tim vẫn treo lơ lửng anh lập tức qua đó khi ấy anh đã nói với cố sơ như vậy cố sơ không đồng ý khuyên anh về nhà nghỉ ngơi trước làm sao anh có thể nghỉ ngơi được chỉ cần nhắm mắt lại cảnh tượng lục bắc thần gặp tai nạn lại hiện ra trong đầu tất cả xảy ra quá đột ngột một giây trước anh vẫn còn đùa giỡn chọc ghẹo cậu ấy một giây sau cậu ấy đã ngã gục dưới vũng máu đáng chết la chỉ càng nghĩ càng tức nếu người tài xế kia chưa chết anh cũng sẽ dùng súng bắn chết ngay lập tức theo cctv mà phía bộ phận giao thông cung cấp có thể xem lại rõ hình ảnh vụ tai nạn khi ấy chiếc xe kia dừng dưới gốc cây bên lề đường đèn đường rất tối đèn xe lại tắt ngóm đúng lúc cố sơ định băng qua đường thì nó đột ngột sáng đèn lao ra giữa đường cảnh đó anh đã xem đi xem lại rất nhiều lần bàng hoàng phát hiện ra mục tiêu của nó là cố sơ đối phương muốn hại cố sơ là kẻ nào hơn nữa điều khiến la trì càng khó hiểu hơn là sau khi đâm phải người chiếc xe kia vì hoảng loạn đã xảy ra sự cố điều này hoàn toàn khó lý giải nếu theo logic thông thường nó đã đợi bên lề đường rất lâu sau khi cố sơ xuất hiện thì lập tức hành động chứng tỏ tất cả mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của nó cho dù sau đó nó đụng nhầm lục bắc thần thì cũng không đến nỗi đối phương phải hoảng loạn mà bỏ trốn rồi dẫn đến mất mạng lẽ nào đối phương thật sự vô ý tất cả chỉ là tai nạn là chỉ nghĩ không ra từ dấu vết xe để lại hiện trường không nhận ra được ý đồ của người tài xế người đó chết rất thảm càng khiến các đồng nghiệp của anh tin rằng đây là một tai nạn ngoài ý muốn nhưng anh cảm thấy không bình thường ngón tay bị bỏng chợt run lên đầu lọc rơi xuống đất người gây tai nạn đã không còn nữa một lục bắc thần có thể khiến người chết nói chuyện giờ còn hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện muốn tìm được manh mối bên trong cực kỳ mong manh sau khi cho lời khai ở hiện trường xong anh lại điều tra tỉ mỉ về chiếc xe gây tai nạn nhưng không điều tra được bất kỳ điểm nghi vấn nào anh lại kiểm tra di vật của người chết trong di động cũng không có chứng cứ mang tính định hướng nào tất cả đều cực kỳ giống một vụ tai nạn bất ngờ bây giờ nếu không có đầu mối chứng minh người chết cố tình gây ra tai nạn thì vụ án này chỉ có thể được xếp vào tai nạn giao thông đầu óc là chỉ như thiếu khí bí bách không thể chút ra ngoài anh giơ tay lần tìm thuốc lá nhưng hộp thuốc đã trống rỗng ở trong điện thoại giọng cố sơ bình tĩnh đến lạ Bình tĩnh tới nỗi anh nghe cảm thấy rất không thoải mái. Bình thường Cố Sơ nói chuyện luôn toát ra sự ngọt ngào. Thanh âm giòn tan, non nớt rất êm tai. Đầu có giống như bây giờ, như băng đá, nhưng anh hiểu, nếu không phải đã thương tâm tới cực điểm, lấy đâu ra một âm thanh tái tê cả lòng người như vậy? Có đồng nghiệp mở cửa bước vào. Đưa cho anh một cốc cà phê, đội trưởng la. Anh uống một chút cho tỉnh táo la chỉ không nhận mà hỏi có thuốc không người đồng nghiệp móc bao thuốc ra vừa định mở ra cho anh thì la chỉ đã giật lấy rút từ trong ra một điếu ngậm lên miệng người đồng nghiệp vội vàng lấy bật lửa thế nào rồi la chỉ nhả ra một làn khói hỏi người đồng nghiệp uống cà phê rồi nói người nhà đã ký tên rồi vẫn chưa về Sao còn chưa về, còn đang gào bên trong kia, người đồng nghiệp thở dài, một cô gái xinh như hoa bị đụng xe tới nỗi mặt mũi be bét hết cả. Người làm cha mẹ dĩ nhiên đau lòng lắm rồi, là chỉ nghiến răng, cùng là mạng người. Người bị cô ta đâm còn đang nằm trong bệnh viện, sống chết không rõ kia kia, lái xe gây tai nạn giới tính nữ. Sau khi xảy ra sự việc, lôi cô ta ra khỏi xe la chỉ mới phát hiện ra người đồng nghiệp ngán ngẩm giáo sư lục xảy ra chuyện đó chẳng ai mong muốn cả còn nữa sếp đã nghe nói chuyện này nổi giận lôi đình là chỉ biết chứ không lâu sau khi nhận được điện thoại của cố sơ anh cũng đã nhận được điện thoại của cấp trên anh bị mắng như tắt nước vào mặt anh hiểu sự lo lắng của sếp địa vị của lục bắc thần trong cục cảnh sát được ví như quốc bảo trước đó sếp đã dặn đi dặn lại dù là thời điểm nào chỉ cần lục bắc thần còn ở trong nước một ngày thì la chỉ anh phải hoàn toàn bảo đảm an toàn của lục bắc thần đây cũng là lời hứa anh từng bảo đảm chắc nịch trước mặt sếp bây giờ xảy ra chuyện này đừng nói là cấp trên giận dữ ngay cả bản thân anh cũng khó tìm lý do cho mình nói cho tới việc trải qua quãng thời gian tiếp xúc này anh đã coi lục bắc thần là bạn từ lâu tất cả đều là lỗi của anh anh quên mất rằng một khi coi cậu ấy là bạn là bắt đầu yêu cầu không gian bình đẳng, là bắt đầu hờ hững việc giám sát an toàn của cậu ấy. Trước đây Lục Bắc Thần từng biểu lộ rõ ràng không cần anh bảo vệ, lại còn có vệ sĩ ngầm ra vào. Anh đã cho rằng mọi sự yên ổn, thế mà không thể ngờ, cậu ấy lại có thể gặp chuyện vào năm mới. Đội trưởng la, phía đội giao thông không tìm được chút manh mối nào, đồng nghiệp lo lắng, vụ án này, điều tra là chỉ giận dữ bật ra một chữ người đồng nghiệp giật nảy mình, nhưng bọn em đã lấy lời khai người nhà của nạn nhân. Họ đều nói rằng người chết hoàn toàn không quen biết Cố Sơ và Lục Bắc Thần. Quen biết hay không không phải bố mẹ cô ta nói là được. Là chỉ nhả mạnh một hơi khói. Cố Sơ lấy đồ dùng cá nhân của Lục Bắc Thần trở về phòng ICU. Smith ngồi trên sofa, nhắm mắt lại, hoàn toàn không phát hiện ra cô đã đi vào thấy vậy cô bước tới nhẹ nhàng chạm vào người ông ông mở mắt ra đôi mắt xanh sâu xa toát lên vẻ mỏi mệt cháu đã đặt phòng cho chú trong khách sạn bên cạnh bệnh viện đây là thẻ phòng chú quay về nghỉ ngơi cho khỏe cố sơ vừa lấy xong đồ đạc tiện đường rẽ qua khách sạn smith nhất quyết đòi ở lại cố sơ khuyên ở đây có bác sĩ trực ban mà khách sạn lại gần bệnh viện nếu thật sự có chuyện gì vẫn có thể tới kịp trông chú mệt lắm nếu trông cả đêm sẽ gục mất bác thần còn trông đợi vào chú đấy smith đành nghe lời cô ông rời đi rồi cố sơ nhìn lục bác thần qua cửa sổ quan sát anh vẫn yên tĩnh nằm đó con số trên máy giám sát vẫn thấp đến đáng thương nhưng cũng may không xấu đi cô thở dài nặng nề lúc ấy mới từ từ làm dịu đi cảm giác như tảng đá đè lên lồng ngực Đồ đạc của anh đều được đựng trong túi, từ vật to là quần áo tới vật nhỏ như di động, chìa khóa xe, Cố Sơ chọn một vị trí sofa dễ quan sát anh nhất để ngồi. Đầu óc váng vất, toàn thân hơi nóng, qua cả một đêm mệt nhọc, cơ thể bắt đầu kháng nghị cô, đầu gối cũng kêu gào đau nhức. Lúc đó Lục Bắc Thần đẩy cô một cái, lực rất mạnh, cô ngã xuống đất, cô cẩn thận co chân lên, lúc ấy phát hiện đầu gối đã bị quẹt xước cả thầm tím một mảng lớn cô lại yên lặng thả chân xuống chút đau đớn này so với lục bắc thần chẳng là gì cả đồ đạc của anh đều dính máu nhất là quần áo sáng nay anh ăn mặc rất nghiêm trình có lẽ là tới hàng châu có công việc thế nên ăn mặc rất công sở bây giờ áo sơ mi thấm máu nó khiến cô nhớ tới bó hoa hồng trắng anh ôm trong tay cũng bị nhuộm đỏ rực tỏa ra một vẻ đẹp yêu nghiệt, thì ra cái đẹp cũng phải trả giá, thậm chí có khi là cả tính mạng, cả vạt áo dạ, tất cả đều tanh nồng mùi máu. Cô cầm chiếc áo dạ lên, khóe mắt nóng rực, đây là món quà sinh nhật cô tặng anh. Lúc ấy mặc vào xong anh đã nói với cô, sơ sơ. Anh rất thích, mùa đông này anh thường xuyên diện nó. Cô cũng thích ngắm anh khoác nó lên người, luôn tôn thêm cái dáng thẳng tắp điển trai của anh cô lại cầm đồng hồ lên tấm thủy tinh trên mặt đồng hồ đã có vết xước trong rãnh xước thấm máu của anh cố sơ cầm lấy khăn giấy cố gắng đè nén nỗi đau như trái tim nứt vỡ lau nó đi từng chút từng chút anh từng nói chỉ cần là đồ cô tặng anh đều thích nhưng cô tặng những thứ anh thích lại không thể che chắn tai họa cho anh sống mũi cố sơ sưng mọng cay xè mấy lần muốn khóc đều nhẫn nhịn Cô sợ rằng chỉ cần mình khóc tức là thỏa hiệp, cô không muốn để số phận nhìn thấy cô một lần nữa cúi đầu trước nó. Lật tới cuối cùng, cô phát hiện một chiếc hộp nhỏ, một chiếc hộp gấm bằng nhung màu xanh nước biển đậm, tựa như màu của đêm đen. Đây là thứ gì, cô vô cùng khó hiểu. Rồi đột ngột nhớ tới câu nói của cố tư, "Em trông thấy anh rể tới lấy một chiếc hộp gấm, lẽ nào chính là cái này?" Cô nhẹ nhàng mở ra. Nhưng một giây sau Cố Sơ đã chết sững. Ngày sau đó bi thương ập tới, là một cặp nhẫn đôi. Chiếc nhẫn nhìn từ xa là hình trơn, nhưng nhìn kỹ tỉ mỉ lại có nội dung. Chiếc nhẫn của nữ bên trên có khắc hoa văn tinh xảo. Thoạt nhìn đã biết mức độ không thuộc về những người thợ hiện nay. Nhất định là nghệ nhân ở cấp tiền bối. Chiếc nhẫn của nam thì hoa văn khá ít, có điều, chỗ đầu và đuôi có hoa văn đối xứng cực kỳ ăn nhập với chiếc nhẫn của nữ vô cùng hòa hợp rất lâu sau cố sơ mới dè dặt lấy chiếc nhẫn ra đặt giữa lòng bàn tay tỉ mỉ quan sát dưới ánh đèn êm dịu bên trong hình như có khắc chữ cô mượn ánh đèn để nhìn sau khi nhìn kỹ thì càng cảm thấy đau thương hơn trên nhẫn của người con gái có khắc chữ thần trên nhẫn của người đàn ông có khắc chữ sơ cả hai chiếc nhẫn đều đồng thời khắc cùng một ngày Ngày sinh nhật của cô, hô hấp của Cố Sơ trở nên dồn dập. Cô nắm nó lại thật chặt, đây là cô bất chợt nhớ lại những lời anh từng nói. Anh nói với cô, nếu anh đợi không nổi nữa thì sao, anh còn nói, khi đeo lên lần nữa sẽ là nhẫn cưới đấy. Anh đã nói, 8 giờ tối nay, nhất định phải tới nhà hàng đợi anh, nhẫn cưới, nước mắt của Cố Sơ cuối cùng cũng không kìm nén được nữa. Theo khóe mắt lăn xuống, cô giơ tay bịt chặt miệng không để mình khóc thành tiếng tay kia cầm chiếc nhẫn đã chặt càng chặt thêm gần như muốn khảm nó vào cơ thể bác thần bác thần anh định tạo bất ngờ cho em sao chính anh đã nói anh không đợi được nữa thế nên đám cưới của chúng ta đã được anh ấn định vào ngày sinh nhật của em ư ừ, anh làm nhiều chuyện như vậy vì sao chưa bao giờ nói với em cho dù chỉ là một câu thôi bác thần anh có biết bây giờ em hối hận giường nào không cô đi tới trước cửa sổ phòng quan sát nhìn anh nằm trên giường gọi tên anh hết lần này tới lần khác tiếc là anh không nghe thấy anh nhất định phải tỉnh lại tỉnh dậy rồi chính miệng em sẽ nói cho anh nghe em đồng ý đúng một đêm cố sơ không dám chợp mắt tới quá nửa đêm cô hơi sốt bèn gọi bác sĩ yêu cầu tiêm thuốc hạ sốt bác sĩ kiểm tra cho cô cho rằng cô chỉ bị phong hàn, còn chưa tới mức phải tiêm thuốc tiêu viêm hay hạ sốt. Nhưng cô kiên quyết, còn nói, "Bây giờ anh ấy cần tôi chăm sóc, tôi không được mang virus trên người." Sau khi nghe xong lời cô nói, bác sĩ quả thực sửng sốt, nhưng vẫn làm theo yêu cầu của cô, dùng thuốc hạ sốt và tiêu viêm liều cao. Khoảng hơn 5 giờ sáng, tín hiệu của phòng ICU cứ nhấp nháy, cố sơ cuống cuồng gọi bác sĩ sợ xảy ra chuyện gì cô còn gọi cả smith smith tới ngay lập tức nhận ra ông cũng cả đêm không ngủ sau khi tới nơi thì phối hợp ngay với bác sĩ trực ban làm kiểm tra cho lục bắc thần khi các con số trở lại bình thường ông mới thở phào nhẹ nhõm không sao đâu smith ra ngoài động viên cố sơ đây chỉ là phản ứng bình thường thôi lúc ấy cố sơ mới yên tâm sau khi bác sĩ trực ban đi rồi Cô mặc áo vô trùng đi vào, cô kéo ghế ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, đặt bên môi, khẽ nói, "Em biết anh nghe được tiếng em nói. Bác Thần, em đã nhìn thấy món quà anh chuẩn bị cho em rồi. Quà Valentine, em thích lắm, anh xem này, kích thước vừa vặn." Cô giơ tay lên trước mặt anh, trên ngón áp út chiếc nhẫn đẹp đến lạ, rồi cô lấy một chiếc nhẫn còn lại ra, "Vậy anh có đồng ý lấy em không?" Cô hôn nhẹ lên tay anh, cười xinh xắn, "Em biết, anh nhất định sẽ đồng ý, phải không?" Dứt lời, cô nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn của Nam lên ngón áp út của anh. Đêm nguy hiểm rốt cuộc cũng qua, khi trời sáng bừng hẳn lên, Smith cùng bác sĩ chữa chính lại kiểm tra cho Lục Bắc Thần. Tất cả đều thống nhất chẩn đoán anh coi như đã qua thời kỳ nguy hiểm, có thể chuyển tới phòng bệnh tiến hành quan sát và trị liệu mặc dù nói vậy nhưng cố sơ vẫn không thể yên tâm tinh thần cả người vẫn căng như dây đàn không dám lơi lỏng dù chỉ một chút ngữ cảnh và ngư khương vội đến từ sáng sớm sau khi nghe xong tình hình ngữ cảnh ra sức vỗ ngực cảm tạ trời đất ngư khương len lén lau hai hàng nước mắt cố sơ nhận ra đôi mắt cô ta sưng húp có lẽ cả đêm không ngủ là chỉ cũng tới biết được tình hình của lục bắc thần thì cũng yên tâm hơn chút rồi lại kéo cố sơ qua bên cạnh thì thầm hỏi cô có quen người tài xế gây tai nạn với cái tên đó không cố sơ đáp chắc chắn là không quen là chỉ còn bỏ ảnh của người tài xế ra cho cô xem cô cũng nói chưa từng gặp mặt qua một đêm cố sơ đã bình tĩnh lại cô căm hận người tài xế nhưng khi chưa có bất kỳ chứng cứ gì cô cũng không ngụy tạo sự thật trái với lòng mình cô quả thực không quen biết người ấy có lẽ thật sự chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn, cô thở dài não nuột. Là chỉ quay đầu nhìn lục bắc thần nằm trên giường. Đầu mày nhíu chặt, có gì không đúng sao? Cố sơ cảm thấy tinh thần anh ấy bất ổn. Là chỉ trầm ngâm dây lát rồi hạ giọng xuống rất thấp. Đầu tiên có kẻ nặc danh tố cáo lục bắc thần. Bây giờ lại có vụ tai nạn hại cậu ấy nhập viện. Sao trùng hợp thế nhỉ? Cố sơ ngẫm nghĩ, em cũng chưa bao giờ tin trên đời này lại có lắm chuyện trùng hợp như vậy nhưng bây giờ tất cả chỉ là trực giác của anh nếu có thể giải thích bằng trực giác thì còn may sở dĩ anh nghi ngờ là vì dịp xảy ra hai chuyện này rất lạ dịp xảy ra cố sơ không hiểu ví dụ ạ à, ví dụ như lúc lục bắc thần bị đưa đi thì anh không có mặt ở thượng hải hoặc ví dụ như chloe cũng không ở bên cạnh cậu ấy liên quan gì tới việc chloe không ở bên cạnh anh ấy nét mặt la trì nặng nề một thám tử lừng danh bỏ việc chính không làm lại ở trung quốc ngao du sơn thủy em cảm thấy có bình thường không cố sơ sững sờ buổi chiều nhiệt độ lạnh rõ rệt của thượng hải đã bị đẩy lùi không ít ánh nắng hiếm hoi xuyên qua tầng mây mang tới chút ấm áp cho thành phố nhân lúc mọi người đều có mặt ở bệnh viện cố sơ tranh thủ về nhà tây tắm rửa thay quần áo, cô rất mệt, sau khi lên xe đọc địa chỉ lập tức nhắm mắt lại. Khi cô có ý thức là vì bị người tài xế đánh thức. Nhà Tây cách bệnh viện khá xa, dựa theo số cây em có lẽ phải mất gần 40 phút. Thế mà cô không chút cảm giác, quả thực là quá đỗi mệt mỏi. Lúc đưa tiền, ánh mắt người, tài xế nhìn cô cứ kỳ lạ, nhận lấy tiền thừa. Cô vừa định xuống xe thì nghe thấy anh ta dè dặt hỏi, cô bé cô có cần báo cảnh sát không đầu tiên cố sơ không hiểu khi cúi đầu nhìn lại mình mới chợt nhớ ra vết máu trên quần áo mặc dù đã khô nhưng cả một mảng đỏ trói quả thực rất bắt mắt cô phải ra sức nói dối mình là diễn viên kịch nói quần áo này là phục trang mới xóa được nghi ngờ của người tài xế taxi về đến nhà vừa vào cửa lập tức nghe thấy cố tư hét toáng lên nó chỉ vào quần áo trên người cô hệt như gặp ma cố sơ mệt đến nỗi không thèm giải thích thay giày đi vào nhà cô suy nghĩ rồi đi thẳng vào phòng tắm cố tư lập tức giữ cô lại chị à chị bị thương chỗ nào mau để em xem không phải máu của chị cô khó khăn bật ra một câu rồi gạt tay cố tư ra cố tư đừng đờ đẫn tại đó rất lâu rồi đột ngột phản ứng lại đuổi theo lên gác đó là máu của ai ạ à? nó gạn hỏi cố sơ đang thu dọn thay giặt quần áo thấy nó vào theo thở dài nặng nề nhưng không nói gì cố tư tinh mắt nhìn thấy cô cầm một ít đồ dùng nam giới trợn tròn mắt trời không phải là anh rể đấy chứ đúng vậy tối qua đã xảy ra tai nạn giao thông cố sơ uể oải đáp một câu cầm một bộ quần áo khô rồi đi vào phòng tắm cố tư sửng sốt sau khi cửa đóng lại mới hoàn hồn đập cửa rốt cuộc mọi chuyện là thế nào đang yên đang lành sao lại xảy ra tai nạn ai ai lái xe mà không có mắt như vậy tư tư à chị mệt lắm tình hình cụ thể em hỏi la trì đi cố sơ hét lên không còn sức lực cố tư dừng lại bàng hoàng hóa ra đây cũng là nguyên nhân tối qua la trì lỡ hẹn trong phòng tắm cố sơ xả cả một bồn đầy nước nóng ngâm mình vào trong nhưng vẫn cảm thấy lạnh bộ quần áo dính máu bị vứt vào trong giỏ trúc. Có hơi nước nóng, dường như cô lại ngửi thấy mùi máu tanh. Tới tận bây giờ, nếu có người bắt cô miêu tả chi tiết lại tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cô cũng không làm được. Tư duy của cô vẫn dừng lại ở giây phút quay đầu lại ấy. Khoảnh khắc đó, lục bắc thần nằm trong vũng máu. Bó hoa hồng trắng rơi rải rác bên cạnh bị nhuộm đỏ. Nhức mắt vô cùng chính cô từng nói với anh Valentine mà tặng hoa hồng đỏ thì nhà quê lắm nếu thật sự phải tặng hoa hồng chi bằng tặng hoa hồng trắng đi thì ra cô sai rồi Valentine nên tặng hoa hồng đỏ có phải lúc đó nếu cô muốn hoa hồng đỏ thì sẽ không xảy ra chuyện này vì thư có thể nhuộm đỏ hoa hồng trắng chỉ có máu mà thôi nước mắt lăn dài rơi xuống mặt rồi rơi xuống nước cô thẳng thừng trầm mình xuống mặc cho nước nóng lan qua gò má, nước mắt hòa vào nước, như vậy coi như cô chưa hề khóc, tới tận khi gần ngộp thở cô mới ngẩng đầu lên khỏi. Mặt nước, mở mắt ra, hốc mắt nóng rẫy, cố sơ xoa tinh dầu, nhỏ mấy giọt vào bồn tắm để làm đầu óc tỉnh táo. Lúc này có buồn ngủ cách mấy cũng không được gục. Lúc bỏ tinh dầu, ngón tay cô chạm vào chiếc túi, bên trong là đồ đạc của Lục Bắc Thần lúc nãy cô ôm tất cả vào phòng tắm đã được cô xử lý gần hết rồi cô nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út sống mũi chợt cay xè di động của lục bắc thần trong túi rung lên cô tỉnh lại rút nó ra di động vẫn ổn chỉ có màn hình bị vỡ nhưng vẫn hiển thị tên người gọi là phan an lại là một người cần lời giải thích chuyện lục bắc thần bị tai nạn vẫn chưa có ai kịp thông báo với anh ấy vừa nhận máy thì đầu kia đã bắn một chàng như pháo nổ. Lục à, cậu có biết nếu một ngày một đêm vẫn không tìm ra người thì có nghĩa là gì không? Ông trời ơi, tên nhóc đó rốt cuộc đã đắc tội với ai, cố sơ sững người. Do dự hỏi, tên nhóc mà anh nói là, Chloe, đầu kia di động rõ ràng đờ ra dây lát. Một lúc sau mới nói, cố sơ, là em à, vâng, là em đây tên lục bắc thần đó đâu, anh trả lời câu hỏi của em trước đã, ngữ khí của cố sơ khá cứng rắn, Chloe mất tích à, Phan An ấp úng, cũng không hẳn là mất tích. Tên nhóc Chloe đó nổi tiếng là ham ăn ham chơi. Một hai ngày mất liên lạc với cậu ta cũng bình thường thôi. Chloe đi hàng châu rốt cuộc để làm gì, anh không biết. Phan An, anh đang nói dối, anh thề đấy anh thật sự không rõ phan an chân thành nói cá nhân anh cho rằng cậu ta chỉ đi du lịch cô không tin câu này có lẽ người biết mục đích thật sự chloe tới trung quốc chỉ có mình lục bắc thần một thám tử nếu chỉ có lục bắc thần biết mục đích của anh ta vậy thì cố sơ bất thình lình dùng mình đột nhiên nghĩ ra một khả năng đó chính là chloe đã giúp đỡ tìm kiếm tung tích lục bắc thâm cô cũng giật mình bởi suy nghĩ này không khỏi thẳng thốt, cố sơ, đầu kia, Phan An thấy cô mãi không nói gì. Cảm thấy kỳ lạ, em vẫn ổn chứ, em, không sao, cố sơ hít sâu một hơi, khi nào anh quay về, chiều nay anh về rồi. Được, vậy anh nhanh nhé, Phan An nghe xong câu này bỗng có một dự cảm không lành. Cộng thêm cuộc điện thoại này do chính cố sơ nghe máy. Với tính cách của cô, đáng nhẽ sẽ đưa di động cho lục bắc thần mới phải. Anh cảnh giác hỏi, xảy ra chuyện gì rồi, làm ngành này tính cảnh giác luôn cao. Cố sơ cũng không muốn giấu anh. Trả lời với giọng nặng nề, bác thần gặp tai nạn giao thông rồi. Cái gì, lục bác thâm mất tích. Đây là điều chính miệng lục bác thần đã thừa nhận. Vậy mà trước đây, cố sơ tỉ mỉ phân tích lời lục bác thần nói. Anh nói với cô, bác thâm không còn nữa. Không sai, nghiêm túc mà nói, lục bác, thần không lừa cô anh chỉ nói không còn nữa, chứ không nói đã chết. Giả thiết lục bắc thâm đã chết chỉ là suy đoán ngộ nhận của cô. Nếu lục bắc thần thật sự ủy thác lô y tới điều tra tung tích bắc thâm, vậy thì trên di động của anh chỉ ít cũng sẽ có thông tin hai người liên lạc. Phải không? Thế là sau khi nói chuyện với Phan An xong. Cố sơ bắt đầu kiểm tra di động của Lục Bắc Thần. Di động của anh trước nay đều mở bằng vân tay. Từ sau anh đổi điện thoại của cô về cùng một loại. Anh không những đổi mật mã của mình thành hình vẽ, thậm chí đổi cả của cô thành hình vẽ. Hình vẽ được cấu thành từ con số có thiết kế rất đơn giản, di động của cô được anh đổi thành sinh nhật anh. Cô chưa từng hỏi mật mã của anh, anh cũng chưa bao giờ nói, nhưng cô biết mật mã chắc chắn là sinh nhật cô. Quả nhiên là mở được. Vừa mở xong đã có không ít thông báo email liên tục nhảy ra cô mở ra xem đều tới từ mỹ là các tài liệu có liên quan tới vụ án xem kỹ thì đó là tài liệu tổng hợp nhiều vụ án đột nhập vào nhà giết người rõ ràng hung thủ đã đấu trí với cảnh sát qua những email qua lại cố sơ biết được lục bắc thần đã hoàn thành phần phân tích hung thủ một cách nhẹ nhàng cũng thuyết minh tỉ mỉ về tình hình xác chết có lẽ chính là vụ án anh nhắc tới lúc trước giống như anh đã nói vụ án này không khó nhằn nhìn thế nào nó cũng không liên quan tới chloe và lục bắc thâm thế nên cô đóng hộp thư lại cứ như vậy cô lục tìm rất lâu mà vẫn không tìm ra manh mối tài liệu trực tiếp nhất hai người họ không nhắn tin qua lại chỉ gọi điện cố sơ thất vọng bỏ di động qua một bên ngẩng đầu dựa vào bồn tắm rất lâu sau mới tự cười mình cố sơ à cố sơ mày đang muốn chứng minh điều gì mặc dù cô tự hỏi mình như vậy nhưng trong lòng hiểu quá rõ cô muốn chứng minh điều gì từ trước tới nay cô luôn có một cảm giác chính là cái cảm giác lần nào cũng bị cô ra sức đè xuống có lẽ lục bắc thâm không còn nữa đó vốn không phải lục bắc thâm của cô hít sâu một hơi cô lại mạnh mẽ cắt đứt suy nghĩ này cô giơ tay giật lấy khăn tắm lau sạch người rồi đứng ra trước gương lau sạch cả hơi nước đọng trên gương để lộ ra một gương mặt vẫn còn nhợt nhạt nước có nóng cách mấy vẫn không thể làm nóng bừng gương mặt cô lên cũng phải lạnh lẽo từ tận trong tim cơ thể sao có thể ấm áp cố sơ quay đầu nhìn đống quần áo dính máu đó máu của lục bắc thần mỗi lần nhìn thấy tim cô lại run lẩy bẩy trên đời này nếu thật sự có một cỗ máy có thể quay ngược thời gian lại thì tốt biết bao Vậy thì lúc đó cô nhất định sẽ sang phía đường bên kia đợi anh. Thấy anh đến sẽ khoác chặt tay anh, không để chiếc xe kia làm tổn thương anh dù là một chút, nếu như đợi đã, đầu mày Cố Sơ đột nhiên cứng lại. Vì sao anh lại bắt cô đợi anh trước cửa nhà hàng, Lục Bắc Thần trước nay luôn là người đúng giờ. Hẹn 8 giờ thì chắc chắn 8 giờ có mặt, cô cũng không có thói quen đến muộn trong những buổi hẹn. Hơn nữa trong tình hình tối hôm đó, anh càng hiểu rõ cô chỉ tới sớm chứ không tới muộn. Vậy khi thời gian đã vượt qua 8 giờ, anh lại biết cô đã đợi trong nhà hàng. Vì sao còn nhắn tin bảo cô ra ngoài, tin nhắn, cố sơ càng trao mày chặt hơn. Cô vừa đọc, hình như cô quay người cầm lấy di động. Lật mở hộp thư đi, càng đọc hơi thở càng dồn dập cả người không còn ổn nữa. Tròn 10 phút, cô đã kiểm tra vô số lần. Từ tin đầu tiên tới tin cuối cùng, cuối cùng cố sơ ngã sụi lơ bên cạnh bồn tắm, bờ môi run rẩy, nắm chặt di động, mọi tin nhắn trong di động đều không có một tin nào bảo cô ra trước cửa nhà hàng đợi anh, cũng tức là lục bắc thần chưa hề nhắn tin ấy, cố sơ bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát. Mặc dù vừa ngâm nước nóng nhưng khoảnh khắc này cô lại thấy lạnh buốt tận xương. Lát sau cô buông di động ra, run rẩy ấn bàn phím, ấn mấy lượt mới miễn cưỡng gọi được tới máy của La Chi. Đầu kia nhận máy rất nhanh. Tỏ ra ngạc nhiên, bác thần, em đây. Giọng cố sơ rất yếu. Còn run nữa, là chỉ lập tức nhận ra sự bất ổn, cố sơ. Em sao vậy, em, cố sơ đè nén cơn run trong lòng. Tay kia bấu chặt vào mép bồn tắm. Nói rành mạch từng câu từng chữ, tai nạn, tai nạn giao thông hôm qua không phải ngoài ý muốn. Là âm mưu, đích thực không phải tai nạn ngoài ý muốn. Đây là đáp án cuối cùng mà La Chỉ đưa ra. Khi mạng sống của Lục Bắc Thần đã có dấu hiệu ổn định. Cố sơ đề nghị được chuyển viện. Sau khi nhận được thông báo tiếp nhận bệnh nhân của bệnh viện mình. Cô đưa Lục Bắc Thần tới đó. Một là, lần này Lục Bắc Thần bị thương nghiêm trọng ở não bộ. Bệnh viện của Cố Sơ là bệnh viện hàng đầu trong cả nước về ngoại khoa thần kinh và tim mạch. Hai là, Cố Sơ dẫu sao vẫn còn là sinh viên thực tập cô bắt buộc phải điều chỉnh hợp lý thời gian chăm sóc lục bắc thần và thời gian thực tập đã từng có lúc cô nghĩ tới chuyện từ bỏ cơ hội thực tập không làm gì hết toàn tâm toàn ý lục bắc thần nhưng sau đó ngư khương đã cãi lại cô một câu không chút khách khí nếu cô chẳng là gì cả thì còn tư cách gì ở lại bên cạnh vích định cả ngày giặt quần áo và nấu cơm hả vậy thì thuê người giúp việc là được rồi anh ấy nghĩ trăm phương nghìn kế để trải đường cho cô cô đã báo đáp anh ấy được gì câu nói của ngư khương không hề khách khí chữ nào chữ nấy đều có gai nhọn mà chữ nào chữ nấy đều có lý sau đó cố sơ cũng đã suy nghĩ lại phải rồi bạn muốn chăm sóc một người xuất sắc đầu kiện tiên quyết là bạn phải giỏi giang dựa vào số tiền bố để lại cô hoàn toàn có thể bỏ việc để vùi đầu vào chăm sóc anh nhưng như vậy thật sự là điều lục bắc thần mong muốn sao anh hy vọng cô có thể hoàn thành lý tưởng gánh nặng hy vọng cô có thể trở thành một người có ích với mọi người giá trị của cô không chỉ hạn chế trong việc chăm sóc việc sinh hoạt của lục bắc thần quan trọng hơn cả là còn phải trở thành một nửa tinh thần của anh có thể chia sẻ khổ đau với anh con người muốn có bao nhiêu khả năng chia sẻ có nghĩa là họ phải có tương ấy khả năng chuyên môn Trước giờ, Smith luôn có sự giao lưu qua lại với những vấn đề học thuật của cố sơ ở trường. Thế nên sau khi Lục Bắc Thần chuyển viện, Smith đã gia nhập đội y học ngoại khoa thần kinh, trở thành chuyên gia đặc biệt, kết hợp với chuyên gia ngoại khoa thần kinh và tim mạch một lần nữa tiến hành hội trần tình trạng của Lục Bắc Thần. Ban đầu, mục đích cố sơ để Lục Bắc Thần chuyển viện là muốn nắm rõ toàn bộ tình hình. Dẫu sao thì ở bệnh viện của mình cô có thể biết ngay quá trình và kết quả chẩn đoán cô không hề nghĩ smith lại khởi động kế hoạch bảo mật toàn bộ quá trình đừng nói là cố sơ ngay cả cố khải mân là trợ lý đắc lực nhất kiêm vợ chưa cưới của anh ấy tiêu tiếu tiếu cũng không thể tham gia vào bệnh án này điều này quả thực khiến cố sơ sửng sốt câu giải thích mà smith đưa ra rất đơn giản ông có hiệp ước giữ bí mật y học do chính tay lục bắc thần ký tên Thế nên sau khi lục bắc thần xảy ra chuyện, ông tự nhiên có thể chứng thực quyền lợi này dưới sự chứng kiến của luật sư. Còn cũng đừng nghĩ nhiều, Smith đã an ủi cố sơ như vậy, nó là người của lục môn. Đây cũng là quy định của lục môn. Con là bạn gái của anh ấy. Nói cách khác chính là người nhà. Muốn được biết tình hình cụ thể của bệnh nhân rất bình thường mà. Phải không ạ? À? Cố sơ cảm thấy khó tin, và lại. Khi mọi người điều chỉnh phương án chữa trị cho bệnh nhân cũng nên thông báo cho người thân biết chứ, Smith cười nói, chú biết quan hệ của hai đứa. Nhưng trước mắt, cháu vẫn không thể được coi là người nhà của nó. Chỉ ít thì về mặt pháp luật chưa phải, rồi sợ cô buồn. Ông vỗ vai cô động viên, khi nó còn chưa kết hôn. Mọi tình trạng bệnh tình của nó đều do chú phụ trách. Cho dù là gặp phải một sự điều chỉnh quan trọng, tôi cũng có quyền quyết định. Lục môn có quy định của lục môn. Mong con thông cảm, con là bác sĩ mà cô đành phải lôi ra thân phận này. Nhưng đây không phải là một lý do đủ sức phản bác và xoay chuyển quyết định của Smith. Ông cười khẽ, xin lỗi con. Con là bác sĩ nhưng con không có quyền tham gia. Một câu nói khiến cố sơ á khẩu. Miệng của Smith rất kín. Dù là chỉ điều tra cũng né tránh đề cập tới bệnh tình riêng một cách khéo léo. Cả các bác sĩ khác lại càng không nói lộ ra chuyện gì. Không còn cách nào khác, Cố Sơ đành phải cầu cứu Tiêu Tiếu Tiếu, hy vọng có thể thông qua cô ấy có được chút tin tức từ Cố Khải Mân. Tiêu Tiếu Tiếu cũng sốt sáng thay cho Cố Sơ, nhìn thấy bạn mình tìm được người tốt sắp đạt được kết quả rồi. Ai ngờ được lại xảy ra cơ sự này, tâm lý dĩ nhiên nặng nề, nhưng cô cũng không thể vi phạm quy định của bệnh viện, ép buộc lấy được tình hình cậu ấy cũng chỉ còn cách mềm mỏng với Cố Khải Mân. Để ít nhiều có thể biết chút tin tức. Họ nói rằng trong não giáo sư Lục có máu tụ đè lên dây thần kinh, buổi sáng sau khi kiểm tra phòng bệnh một lượt. Tiêu Tiếu Tiếu kéo Cố Sơ sang một bên thì thầm, máu tụ rất vụn rất mạnh. Lại không thể tự tan đi, cách duy nhất là phẫu thuật. Cố Sơ nắm chặt chiếc cốc trong tay, nó hơi run, cô mím môi không nói gì nhưng đầu óc thì đang xoay chuyển rất nhanh rất lâu sau cô nói tới tận bây giờ bác sĩ smith vẫn chưa nhắc tới chuyện phẫu thuật mở hộp sỏ chứng tỏ ca phẫu thuật này mức độ nguy hiểm rất cao không sai bác sĩ smith là chuyên gia ngoại khoa thần kinh nổi tiếng ngay cả chú ấy cũng không dám thực hiện thì chắc chắn là phẫu thuật vô cùng nguy hiểm tiêu tiếu tiếu gật đầu cố sơ đặt cốc nước qua một bên ra sức xoa mặt cô cảm thấy mặt lạnh ngắt giống như mọi huyết quản đã đóng băng lại không làm việc nữa vậy tiêu tiếu tiếu thấy vậy rất đau lòng kéo tay cô lại dịu giọng an ủi cậu cũng đừng căng thẳng quá dù sao thì bác sĩ smith nghĩ thế nào chúng ta cũng chưa rõ về vấn đề tính nguy hiểm của phẫu thuật đều là chúng ta tự suy đoán thôi mong là vậy ngoài miệng cô nói vậy nhưng trong lòng hiểu rõ Tính nguy hiểm của phẫu thuật chính là nguyên nhân khiến bác sĩ Smith trần trừ không mổ. Thần kinh não bộ rối rắm phức tạp, còn liên hệ tới dây thần kinh khắp cơ thể. Máu tụ đè lên dây thần kinh lâu năm sẽ dẫn tới đủ mọi nguy hiểm. Một khi bệnh tình nghiêm trọng sẽ dẫn tới chết não, cô có thể nghĩ tới hậu quả thì Smith càng có thể. Nhưng vẫn không làm phẫu thuật, xem ra tình trạng của bác thần rất đặc biệt, phòng bệnh chốc chốc lại có người tới. Ngữ Cảnh, Phan An, La Trì và một số lãnh đạo. Chuyện lục bắc thần gặp tai nạn không ẩm ý ra ngoài. Ngữ Cảnh chỉ gửi thông báo qua phòng thực nghiệm bên Mỹ. Bảo họ toàn quyền tiếp nhận vụ án tiếp theo. Ngư Khương tới thường xuyên nhất. Tới là sẽ ở lại rất lâu. Thi thoảng lại mở nhạc cho lục bắc thần. Hoặc kể lại một số vụ án từng trải qua ngày trước. Mặc dù cố sơ không thích Ngư Khương nhưng cũng may có cô ấy cô mới biết được rất nhiều chuyện quá khứ thì ra từng vụ án mà họ trải qua đều nguy hiểm này nối tiếp nguy hiểm kia chỉ nghe thôi đã nổi da gà nói chi tới chuyện đích thân trải nghiệm tới buổi tối cố sơ vẫn ở bên lục bắc thần thậm chí còn không về ký túc xá cô lấy giường gấp đặt vào trong phòng bệnh lúc nào không buồn ngủ thì trò chuyện với anh khi nào thực sự buồn ngủ rồi thì nằm thiếp đi bên cạnh khi ngủ cô luôn đan tay mình vào tay anh. Mong sao anh tỉnh lại cô có thể biết ngay lập tức. Cứ như vậy qua rằm. Cố tư vẫn ở Thượng Hải chưa đi. Mấy ngày nay nó học được đủ các kiểu hầm canh. Làm xong là lập tức mang tới bệnh viện cho cố sơ uống. Cố sơ cũng không dục nó quay về. Mỗi lần cô hay nghĩ. Hoặc là lục bắc thần cứ hôn mê mãi như vậy không tình hoặc là cô em gái ruột của cô thành công quyến dụ anh rồi hai người cao chạy xa bay cô tình nguyện chọn tình huống thứ hai còn sống là tốt rồi sầm vân không hay biết chuyện này thế nên tới tết nguyên tiêu cố sơ bịa đại một lý do không thể về nhà là gì ấy cũng tin nhưng hứa đồng là người nhạy cảm từ trong điện thoại đã nhận ra giọng cô khang khác chị ấy gạn hỏi biết được sự tình ngày hôm sau đã cùng thịnh thiên vĩ bay qua thượng hải sau khi gặp cố sơ, hứa đồng quả thực giật mình, mới chỉ có mấy ngày ngắn ngủi mà cô đã gầy rộc đi. Gương mặt vốn đã chẳng to giờ lại càng gầy tới đáng thương. Đôi mắt to xinh đẹp gần như trũng sâu vào trong. Gặp chuyện, này, hứa đồng cũng chẳng thể nói được gì. Chỉ biết động viên, bảo cố gắng chăm sóc bản thân mình. Thịnh thiên vĩ từ đầu tới cuối vẫn ngồi im lặng trước giường có thể nhận ra tâm trạng vô cùng nặng nề. Ngày 16, tiết trời dần chuyển ấm, ánh nắng rất rực rỡ, rọi sáng cả ô cửa sổ. Thời tiết đẹp luôn khiến tâm trạng con người ta trở nên vui vẻ theo. Đẹp tới nỗi cố sơ cứ cảm thấy lục bắc thần sẽ tỉnh dậy vậy. Mặc dù từ khi xảy ra tai nạn tới nay chưa được mấy hôm. Thế mà cố sơ cảm nhận đã dài rằng giặc như mấy thế kỷ rồi hôm nào cô cũng đếm giây đếm phút cho qua ngày ngày nào cũng cầu nguyện đẩy cánh cửa ra là có thể nhìn thấy lục bắc thần cười với cô đây là một nỗi dằn vặt nhưng vẫn cứ phải kiên cường mà gánh vác thế nên cô rất mong đợi một ngày đẹp như thế này thời tiết có thể đem tới vận may ai ngờ chỉ đón nhận được tin tức của la chi trong cùng một kiểu tai nạn nếu người tài xế gây tai nạn vô tình đụng chúng người thì sẽ vô thức phanh xe nhưng qua khám nghiệm hiện trường, cô gái đó sau khi đâm vào người không hề nhấn phanh. Khi quy vụ án rất dễ dàng phân tích thành lái xe khi say rượu. Trên hành lang dẫn ra vườn hoa, là chỉ khoanh hai tay trước ngực, tay phải kẹp điếu thuốc, từ từ để làn khói cuốn quýt, cố sơ dựa vào lan can hành lang. Hít sâu, em nghĩ, pháp y không xác định được nồng độ cồn trên người chết đúng không, phải. Người chết lúc đâm người hoàn toàn không uống rượu, không phải lái xe khi say rượu, vậy mà đâm phải người lại không phanh, chứng tỏ tình huống cố ý là rất lớn, cố sơ nghiến răng. Là chỉ hút thuốc, qua làn khói thuốc, nhìn cô chằm chằm, cố sơ cảm thấy anh ấy có điều muốn nói bèn hỏi, có chuyện gì em chưa biết à, là chỉ suy nghĩ rồi gạt tàn thuốc. Nói, có chuyện này anh vẫn chưa nói với em thông qua dấu vết hiện trường và cctv rồi thông qua hệ thống phanh xe mục tiêu của người chết là em nếu cô ta cố ý thì cũng là cố ý muốn đâm em thế nên cố sơ sửng sốt thế nên nếu mục tiêu của cô ta thật sự là em hơn nữa lục bắc thần lại bất ngờ xông ra cứu em đáng nhẽ cô ta nên phanh xe theo bản năng là chỉ nhấn mạnh cuối cùng chẳng phải cô ta đâm vào cây sao cố sơ hoài nghi là chỉ lắc đầu, nếu người ta đâm phải người khác sẽ lập tức phanh xe. Nhưng người chết đâm vào người, lái đi rất xa rồi đâm vào cây. Đã quá khoảng thời gian phản xạ có điều kiện, hơn nữa từ đầu tới cuối người chết không hề phanh xe. Cố sơ nghe xong lời la chỉ nói, trầm mặc rất lâu, hồ hấp dần dần trở nên gấp gáp, sắc mặt cũng càng lúc càng khó coi. Sau khi thấy biểu cảm này của cô là chỉ thở dài nặng nề em thông minh như vậy chắc là nghĩ ra nguyên nhân rồi chứ cô cắn chặt môi chỉ muốn bật máu ra mới chịu buông cánh môi dưới bị cô cắn hẳn lên một dấu răng sâu đậm cô nhìn về phía xa ánh mắt bi thương thật ra người đối phương muốn đâm chính là lục bắc thần vì biết rõ anh ấy nhất định sẽ đẩy em ra là chỉ mệt mỏi gật đầu cố sơ nhắm chặt mắt lại Lúc ấy cảm giác chua xót nơi hốc mắt mới dịu đi phần nào. Khi cô mở mắt ra, đôi mắt đã ửng đỏ, Ngư Khương nói không sai. Em chính là kẻ chuyên hại người khác. Trước đây cô ta vẫn hay nói em sẽ hại chết bác thần. Bây giờ, giọng cô nghẹn ngào, em cũng đừng tự trách mình. Đây là sự lựa chọn của cậu ấy. Anh nghĩ nếu đổi lại là em nằm trên giường. Cậu ấy càng sống không bằng chết là chỉ là một người bộc trực đã quen trước nay không giỏi an ủi con gái nghĩ bụng vẫn nên quay về chuyện vụ án là hơn bọn anh xác minh thông tin những tin nhắn của người chết phát hiện cô ta đích thực từng xóa đi một dòng tin tra số điện thoại thì hóa ra gửi cho em cố sơ sững người một vài giây sau lập tức rút di động mở tin nhắn mà cô hoài nghi ra đưa cho la chỉ xem la chỉ xem xong gật đầu khẳng định không sai Tin nhắn mà em nhận được chính là do cô ta gửi tới. Nhưng tên hiển thị bên trên là Lục Bắc Thần, nếu đối phương dành về hệ thống mạng đen thì muốn làm được điều này không khó. Vì sao phải thực hiện một kế hoạch chu toàn đến thế? Cố sơ cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Nguyên nhân phía sau La Trì vẫn còn đang điều tra nhưng xét từ những chứng cứ nắm được trước mắt. Ngoại trừ tin nhắn ấy ra các manh mối khác đều không thể chứng minh được người chết có thù với lục bắc thần nhưng cả tin nhắn ấy cũng không thể hoàn toàn là chứng cứ chỉ ra âm mưu cố ý ám sát của người chết vì cô ta gửi nó vào máy của cố sơ mà cố sơ lại nhận từ lục bắc thần sau khi la trì đi khỏi lòng cố sơ vẫn như bị một tảng đá đè xuống nặng trình trịch khiến cô không thở nổi mỗi bước dịch chuyển đều nặng nề khác hẳn với trước đây cô suy nghĩ nếu chỉ là tai nạn ngoài ý muốn cô không phải lo lắng nỗi căm hận với người tài xế kia cũng tan biến theo sự ra đi của cô ta nhưng sau khi biết chuyện tin nhắn cô lại vô cùng bất an bây giờ sau khi nghe la chỉ phân tích thì lại càng hoang mang tột độ có người muốn giết lục bắc thần đây là một sự thật rõ rành rành chính là nữ tài xế thiệt mạng đó ư cố sơ luôn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy thế nên càng nghĩ cô càng bất lực sức mạnh nguy hiểm này cũng hoàn toàn không biến mất có thể nó đang ẩn nấp trong bóng tối đợi chờ thời cơ tiệt nhất để ra tay xem ra phải gia tăng số lượng vệ sĩ mới được trở về phòng bệnh cố sơ nhìn ngay thấy người con gái đứng bên cạnh bệ cửa sổ hành lang khi cô ta quay người lại cố sơ nghe thấy trái tim mình đập thịt một tiếng là lâm gia duyệt đã lâu không xuất hiện Cô ta yên lặng đứng đó như một pho tượng, khuôn mặt trắng trẻo dường như không có chút cảm xúc nào. Cô ta nhìn Cố Sơ chằm chằm như nhìn một người xa lạ. Cố Sơ bước lên, chưa lên tiếng thì Lâm Gia Duyệt có vẻ như đã nói chuyện, cô dám chắc đám vệ sĩ này có thể bảo vệ an toàn cho anh ấy chứ, lạnh như băng. Không chút nhiệt độ, nếu không bảo vệ được, cô sẽ không đứng đây mãi mà không vào, Cố Sơ bình thản trả lời lâm ra duyệt lạnh nhạt nhìn về phía cô ánh mắt tựa như có một sức mạnh bắn tỉa cố sơ nhìn rất rõ lâm ra duyệt hận cô nếu tôi cứ xông vào cô nghĩ họ dám chặn tôi à cố sơ cũng không muốn cô ta bị đuổi về bèn để cô ta vào phòng bệnh lục bắc thần vẫn yên tĩnh nằm đó bất động có chút nắng chiếu nghiêng vào phòng những hạt bụi li ti từ từ di chuyển trong không trung tất cả đều đẹp một cách tĩnh mịch nếu như anh chỉ ngủ thôi, vào một buổi chiều thế này, gương mặt hơi nghiêng của anh rất đẹp, sống mũi cao, lông mày rậm, mỗi lần cố sơ ngắm anh như vậy lại ngỡ như anh đã thức dậy rồi. Ngồi bật dậy ngoác ngoác tay với cô nói, qua đây. Bước chân của Lâm Gia Duyệt rất khẽ, có vẻ như sợ làm kinh động tới anh, hoặc đoán chừng cô ta cũng quên mất lục bắc thần không thể bị kinh động nữa rồi. Cô ta đặt túi sách sang một bên ngồi xuống bên giường khi cô ta giơ tay chạm vào mái đầu trắng xóa những băng gạc cố sơ nhìn thấy ngón tay cô ta run rẩy rất lâu sau lâm gia duyệt mới lên tiếng giọng nói rất khẽ khàng giống như tuyệt vọng tôi hối hận rồi cố sơ ngẩn người lâm gia duyệt thu tay về quay đầu nhìn cố sơ sắc mặt vẫn bình tĩnh mặc dù tôi không cam tâm nhưng cũng đã từng tin tưởng cô bây giờ tôi hối hận rồi hối hận vì đã trao anh ấy cho cô. Cố sơ chỉ cảm thấy ngạt thở. Lát sau cô nói, tình yêu không phải chuyện có thể chia nhường tranh cướp. Anh ấy không yêu tôi. Tôi chấp nhận, lâm gia duyệt cất giọng rét bút, chi ít thì anh ấy sẽ không vì tôi mà tổn thương nặng nề như vậy. Và ít nhất thì tôi còn có thể nhìn thấy anh ấy làm việc. Trò chuyện bình thường, chứ không phải như bây giờ. Sống không ra sống chết chẳng phải chết, tôi sẽ không để anh ấy chết, cô còn tư cách nói với tôi câu này à? Lâm Gia Duyệt phản bác, cố sơ cuộn chặt tay lại, còn ánh mắt Lâm Gia Duyệt rơi xuống. Chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô, con người hơi rụt lại rồi cô ta quay đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay lục bắc thần. Nó cũng nằm trên ngón áp út, trơn chu, giản dị, cô ta cười, nhưng là nụ cười bi thương. Cố sơ ít nhiều cảm thấy bất ngờ vì phản ứng của cô ta. Cô những tưởng lâm gia duyệt khi nhìn thấy chiếc nhẫn này sẽ giống như ngư khương. Chỉ muốn nuốt sống cô ngay lập tức. Thế mà cô ta chỉ cười. Cười đến nỗi cô nhìn còn đau lòng. Lâm gia duyệt đứng dậy. Dịu dàng thì thầm với lục bắc thần, bắc thần. Rồi sẽ có một ngày anh biết ai mới là người thích hợp nhất với anh. Dứt lời, cô ta cầm túi sách. Đi thẳng khỏi phòng bệnh không quay lại, giống như một cơn gió. Lâm gia duyệt tới vội vàng, đi vồn vã, cố sơ đứng nguyên đó rất lâu. Tới tận khi không còn nghe tiếng giày cao gót của cô ta vọng lại nữa mới từ từ nhích tới trước giường của lục bắc thần. Cô tưởng rằng lâm gia duyệt như điên cuồng gào lên với cô. Không thể ngờ cô ta lại phản ứng như vậy. Đó là kiểu đau thương đến tan nát cõi lòng. Không hiểu sao cố sơ bỗng cảm thấy trái tim rất nhói vì biểu cảm của lâm gia duyệt cũng vì lời nói của lâm gia duyệt cô nâng tay lục bắc thần lên đan tay vào tay anh thì thầm bắc thần nếu anh đã dám chết vì em vậy thì phải dám sống vì em đấy cuối cùng chloe cũng đã có tin tức sau khi anh ta quay lại thượng hải đã là ngày thứ năm của tết nguyên tiêu anh ta lặn lội đường xá tới thẳng bệnh viện khi tới nơi thì cố sơ đang đo thân nhiệt cho một em bé Chloe Zoria lởm chởm, khiến em bé oả lên khóc. Lục bác thần đang ở đâu? Anh ấy không còn ra vẻ dịu dàng mờ ám như mọi ngày mà quát rất to. Có thể thấy thực sự đã sốt ruột, cố sơ sợ anh ấy làm ảnh hưởng tới các bệnh nhân khác. Bị người ta khiếu nại, vội vàng kéo anh ấy đi. Anh bị người ta đánh úp. Đây là câu nói đầu tiên của Chloe sau khi vào phòng hội nghị. Anh ấy kéo một chiếc ghế qua. Ngồi xuống rồi hẳn học bổ sung, mẹ kiếp, sau khi Chloe chủ động xuất hiện. Việc đầu tiên cố sơ làm là gọi La Trì tới. Vì mấy ngày nay La Trì cũng đang cử người tìm kiếm Chloe. La Trì vừa nghe tin Chloe đã trở về Thượng Hải thì lập tức tới vội. Sau khi nhìn thấy anh ấy thì liên tục thở dài. Để tiện trò chuyện, cố sơ dẫn họ tới phòng họp. Chloe kể lại tình hình sau khi tới Hàng Châu. Vẻ mặt sụp sôi căm phẫn anh vừa tới hàng châu liền có người gửi một bức thư tới khách sạn nói là lục bắc thần gặp nguy hiểm ban đầu anh còn tưởng có kẻ đùa ác ý nhưng sau đó càng nghĩ càng thấy không ổn gọi cho lục bắc thần lại không gọi được anh ý thức được sự việc bất thường định quay trở lại thượng hải thì ai ngờ bị kẻ nào đó đánh ngất tới tận sáng nay anh mới tỉnh lại bức thư đó còn không là chỉ hỏi Chloe lôi từ trong ba lô ra một phong thư, đưa cho La Trì, đừng tốn công nữa. Người viết thư dùng một loại mực thuốc đặc biệt, chữ biến mất từ lâu rồi. La Trì mở ruột ra xem, quả nhiên là một tờ giấy trắng. Anh có ấn tượng với kẻ đánh lén không? La Trì lại hỏi, Chloe vò đầu, xua tay, anh đừng quên tôi là thám tử. Mấy chuyện điều tra manh mối này tôi dành hơn anh. Nhưng mẹ nó, lần này bị kẻ đó gài bẫy một chút manh mối cũng không có. Thật tức chết mà, là chỉ cũng biết Chloe có bản lĩnh nhưng chuyện cần hỏi vẫn phải hỏi. Quan trọng hơn là đối phương nhắc tới việc lục bắc thần gặp nguy hiểm. Chứng tỏ nhất định có liên quan tới vụ tai nạn. Vậy người báo tin là ai? Đã báo tin, vì sao còn phải tiêu hủy chứng cứ? Người báo tin đang lo sợ điều gì, Chloe, cố sơ dựa bên cạnh bàn. Khoanh hai tay trước ngực nhìn chằm chằm vào gương mặt nẫu ruột của anh ấy hỏi thẳng anh tới hàng châu làm gì chloe đang phẫn uất chợt khựng lại vì câu hỏi của cố sơ lát sau bỗng ấp a ấp úng à anh đi chơi nghe nói tây hồ cảnh đẹp nhất thiên hạ là quế lâm cảnh đẹp nhất thiên hạ là chỉ phản bác không chút nề tình chloe vò đầu thế à tôi không biết anh đi hàng châu kiếm người đúng không cố sơ không để cho anh ấy vòng vo tam quốc là bắc thần nhờ anh đúng không tìm lục bắc thâm chloe sửng sốt há hốc miệng anh nói rồi mà đi ngắm cảnh đẹp từ trung quốc ra nước ngoài rồi từ nước ngoài tìm về trung quốc trừ thượng hải và hàng châu anh đã đi qua không ít thành phố và vùng quê ở trung quốc chỗ lần trước anh tới là đảo cổ lãng cố sơ không rời mắt khỏi chloe nét mặt vô tình anh là một người lớn lên bên bờ biển số lượng những căn nhà hàng đầu quay mặt ra biển khắp thế giới không thể đếm hết anh bảo anh say đắm biển ở cổ lãng à chloe em không tin đâu nhất là bây giờ bắc thần đã gặp chuyện anh còn định vờ vịt với em à chloe nhìn cố sơ rồi lại nhìn la trí trầm mặc rất lâu cuối cùng thở dài nói không sai anh đang tìm lục bắc thâm Bao năm nay anh vẫn luôn tìm kiếm tung tích của cậu ta. Mặc dù đã dự liệu trước nhưng lời thừa nhận của Chloe vẫn khiến cố sơ thẳng thốt tột cùng. Anh ấy nói mấy năm nay anh ấy vẫn đang tìm kiếm tung tích của bác thâm. Chỉ riêng ba chữ mấy năm nay đã đủ khiến cô nghẹt thở. Bác thâm mất tích từ khi nào? Khi câu này bật ra khỏi miệng cố sơ là vô thức. Thật ra tận sâu đáy lòng vẫn có một giọng nói cảnh cáo cô đừng hỏi nữa đừng tìm hiểu sâu thêm nữa. Nhưng cảm giác tò mò bị cô đè nén quá lâu đang dục dịch bật dậy. Như ma quỷ, như điên dại, thiêu đốt mọi bình tĩnh của cô. Chloe hoàn toàn không biết sự tranh đấu trong lòng cô. Anh ấy nói, với sự suy đoán của lục bắc thần thì có lẽ bác thâm mất tích vào năm sắp tốt nghiệp nghiên cứu sinh. Cụ thể là thời gian nào? Cố sơ nhìn Chloe chăm chú. Chloe giật mình vì phản ứng của cô. Ngay cả La Chi cũng nhận ra sự bất thường ấy. Em không sao chứ. Chloe hoài nghi, cố sơ cất mọi căng thẳng lại. Lắc đầu, em chỉ muốn biết một số quá trình của sự việc thôi. Cụ thể thì có lẽ chính là năm bác thâm ra nước ngoài du học Chloe nhún vai vì lần cuối cùng bác thâm xuất hiện ở Hạ Môn. Dĩ nhiên, đây là thông tin bác thần đưa anh. Hơi thở của cố sơ trở nên gấp gáp đôi tay vô thức nắm chặt ý của anh là trước khi bác thâm ra nước ngoài du học đã mất tích rồi có lẽ vậy chloe suy tư mấy năm nay anh đã tìm rất nhiều nơi thậm chí ở nước ngoài cũng tìm rất lâu mục tiêu cuối cùng vẫn dừng lại ở trung quốc nếu bác thần đã phát hiện ra nơi hoạt động cuối cùng của bác thâm ở hạ môn vậy thì nhất định sẽ có manh mối chỉ tiếc là bao nhiêu năm nay cho dù có manh mối cũng đứt nhưng mà anh ấy chỉ nói nửa chừng Cố sơ nghe thấy sốt ruột bèn hỏi, nhưng gì cơ, Chloe nghiêng đầu nhìn cô. Như cười như không, cố sơ bị nhìn đến nỗi cả người thiếu tự nhiên. Nhíu mày, anh có chuyện gì thì nói đi. Anh ấy đứng dậy, ngồi phịch xuống sát bên cạnh cô. giơ cánh dài ra, nét mặt đùa giỡn, hỏi, này, em hãy đứng từ góc độ của con gái mà đánh giá đi. Giữa anh, lục bắc thần và lục bắc thâm ai đẹp trai hơn, cố sơ đờ ra. Không ngờ anh ấy lại hỏi vậy. Bên này La Trì cũng đang đợi nghe tình hình. Không thể ngờ tư duy của Chloe quá nhảy vọt, từ vụ án lập tức nhảy qua chuyện sắc đẹp. Chloe, cậu nói rõ ràng mọi chuyện đã rồi hẳn so sánh vẻ đẹp. Làm gì có kiểu nói chuyện nửa vời thế, cậu hiểu cái gì? Chloe lườm nguýt La Trì. La Trì nghẹn lời, bĩu môi, em nói đi chứ, ai đẹp trai hơn? Chloe vẫn còn chưa quên vấn đề này thúc giục cố sơ anh đẹp trai anh đẹp trai cố sơ đáp qua quýt cô chỉ quan tâm tới chuyện lục bắc thần mất tích chloe dĩ nhiên nhận ra cô đáp tạm bỡ nhưng cũng không vạch trần mà hỏi nửa đùa nửa thật thế sao em lại thích lục bắc thần cố sơ còn chưa trả lời là chỉ ở bên đã phản đối này 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 tôi nói này lục bắc thần tới giờ vẫn đang còn nằm trong phòng bệnh đấy Cậu đã sốt ruột đào góc tường của anh em rồi, Chloe không ngờ La Chi lại ẩm ý bèn ghé đầu nói bên tai cố sơ, hoặc hỏi thế này đi. Em ưng hai anh em cậu ấy điểm gì, cố sơ quay ngoắt đầu lại nhìn anh ấy. Trái tim suýt chút nữa thì vọt ra khỏi cổ họng. Chloe mỉm cười nhìn cô, dường như đã sớm dự liệu được cô sẽ có phản ứng này. La Chi không nghe được câu nói cuối cùng của Chloe, thấy cố sơ phản ứng rõ ràng như vậy vội hỏi, thì thầm làm gì hả? Chloe, cậu coi tôi là người vô hình đấy à? Tôi còn thở đấy, vậy mà không ai thỏa mãn sự tò mò của La Chi. Chloe thì làm mặt khó giò. Cố sơ thì mặt mày nhợt nhạt. Chẳng ai để tâm tới một La Chi đang nhợt nhạt. La Chi thấy vậy, bất mãn, này, nói thế nào tôi cũng là cảnh sát đấy. Với tư cách là công dân hai người có phải không nên giấu giếm cảnh sát hay không chloe lần này thì để tâm tới la trì thật ngại quá chuyện bác thâm mất tích không lập án cho dù lập án cũng không rơi vào đầu cậu thế nên khỏi cần mang danh hiệu ra dọa tôi câu nói đột ngột đánh thức cố sơ lục bác thâm mất tích vì sao lục bác thần không báo cảnh sát rõ ràng la trì có sự nhạy cảm này anh ấy nhìn chloe với vẻ quái lạ ý của cậu là bao năm qua cảnh sát vẫn không hề tham gia chloe nhún vai nếu không thì người làm thám tử như tôi có ích gì vì sao cả la trì và cố sơ đều đồng thanh câu trả lời của chloe lại rất đơn giản có lẽ là quyết định của lục môn trang chắc là hai người cùng từng nghe nói cái nhà họ lục đó quái dị cỡ nào nghe giống như câu trả lời lại có vẻ chỉ là một cái cớ nhưng rõ ràng chloe chỉ có thể đưa ra một đáp án như vậy có lẽ ngay bản thân anh ấy cũng không biết nguyên nhân thực sự anh tới hàng châu cũng để tìm bắc thâm cố sơ hỏi chloe gật đầu anh điều tra được cậu ta từng tới hàng châu có lẽ là đi chơi có lẽ là đi làm việc khác nhưng cũng giống như ở hạ môn đều là manh mối nhiều năm để lại rồi muốn điều tra sâu thêm quá khó khăn là chỉ ngẫm nghĩ bao nhiêu năm nay mà không tìm được thì lành ít giữ nhiều ý của anh là trái tim cố sơ đập lỡ nhịp là chỉ xoa cầm, khả năng còn sống quá thấp rồi anh ấy lại thở dài có lẽ bác thần đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi chloe lại không đồng tình với lời của la trì tôi lại cảm thấy người sống khó tìm hơn người chết cố sơ đột ngột quay nhìn chloe chloe nói một câu đầy ẩn ý người chết sẽ không lẩn trốn nhưng người sống thì có sau khi tường thuật xong trải nghiệm thảm thương của mình ở hàng châu chloe cứ gào đau cánh tay mãi là chỉ bèn đưa anh ấy về trước khi đi chloe bá vai cố sơ hạ thấp giọng nói em yên tâm đi có những chuyện cho dù bị những người thông minh tuyệt đỉnh như anh đoán ra anh cũng sẽ không đi nói lung tung đâu trở về phòng bệnh cố sơ giặt một chiếc khăn mặt sạch lau mặt và lau người cho lục bắc thần anh chỉ nằm đó đầu mày cũng không rung lên cái nào nếu không phải vì chạm vào nhiệt độ cơ thể anh cô nhất định sẽ hiểu lầm rằng anh đã ra đi ánh nắng buổi chiều rất đẹp cô mở toang rèm cửa để căn phòng được sáng sủa làm xong những việc này cô trở về ngồi xuống bên cạnh lục bắc thần nắm lấy tay anh thì thầm em biết lúc ngủ anh không thích có ánh sáng dù là ban ngày hay ban đêm, nhưng bây giờ thì anh nên sưởi nắng nhiều một chút, sắc mặt anh nhợt nhạt quá đỗi, như giấy trắng vậy. Rất lâu sau, cô lại thở dài, "Bác Thần, anh còn bao nhiêu chuyện giấu em nữa? Em hiểu anh giấu một số chuyện nhất định có lý do của anh, cũng tin rằng anh hoàn toàn không cố tình lừa em, nhưng nếu anh đã có ý muốn cưới em làm vợ rồi, có phải nên nói thật với em hay không lời của chloe đối với la chỉ có thể không có quá nhiều giá trị tham khảo muốn tìm được người báo tin và kẻ đánh lén chloe giữa biển người mênh mông này tốn rất nhiều thời gian nhưng đối với cô mà nói điểm chú tâm lại rơi vào thời gian bác thâm mất tích theo như lời khai của chloe có lẽ là sau khi cô đưa ra lời chia tay với anh chia tay không lâu cô đã nhận được tin nhắn bác thâm gửi tới kèm theo một bức ảnh chính là hàng chữ trên bức tường ở hạ môn lúc đó lòng cô đau như dao cắt nhưng quyết tâm không nhắn lại gì về sau cảnh cô và kiều vân tiêu ở khách sạn bị lục bắc thâm nhìn thấy lần đó anh ấy đã hoàn toàn tuyệt vọng sau đó nữa anh ấy nhận suất học bổng rời khỏi đại học a lẽ nào lúc đó anh ấy đã thật sự mất tích chứ không phải là ra nước ngoài du học nếu như vậy vì sao lục bắc thần còn phải gạt cô nói bắc thâm xảy ra tai nạn giao thông nếu bắc thâm mất tích vậy thì vụ tai nạn năm đó rốt cuộc là thật hay giả nhưng trong thư nặc danh ám chỉ trong vụ tai nạn đó không phát hiện được thi thể bắc thâm nói vậy là nó tồn tại tư duy của cố sơ rối loạn nhất thời bung bét như tơ vỏ cô lại đồng thời cảm thấy hoang mang bất an luôn cảm giác có một nỗi sợ hãi mơ hồ đang sinh sôi nó khiến cô khó chịu cô vô thức giơ tay ra ngón tay vòng qua bà vai lục bắc thần chạm phải vết sẹo trên vai phải của anh vết sẹo này thật sự là do một vụ án của anh để lại sao khi suy nghĩ này trôi qua đầu cô chợt dùng mình cô chợt nhớ lại biểu cảm của anh khi kể chuyện bắc thâm gặp tai nạn lúc đó cô chỉ cho rằng anh vì bắc thâm mà căm hận cô thế nên dù nghiến răng nghiến lợi hay ánh mắt khiến cô thịt nát xương tan thì cũng rất đỗi bình thường bây giờ nhớ lại cô bỗng có chút hồi hộp nếu lúc đó người xảy ra tai nạn vốn không phải bắc thâm thì sao hô hấp của cố sơ trở nên dồn dập suy nghĩ rất đáng sợ cứ như vậy lại một tuần trôi qua mùi vị của tết dần nhạt đi thượng hải lại bận rộn tới đâu cũng thấy xe cộ nườm nược ồn ào tấp nập sau tết người tới bệnh viện khám đặc biệt đông qua một cái tết khoa tiêu hóa đông người tới đáng sợ tình trạng của lục bắc thần đã ổn định có điều smith vẫn ngập ngừng không quyết định phẫu thuật anh thì vẫn ngủ cực kỳ yên tĩnh một ngày nào đó cố tư hỏi chị tình trạng của anh rể hiện giờ có phải là người thực vật mà người ta hay nói không cố sơ không trả lời từ tận đáy lòng cô bài xích từ này kiều vân tiêu cũng tới thăm lục bắc thần vào một chiều nắng đẹp mang theo một bó hoa tươi sau đó hỏi cố sơ em nên nghĩ cho tương lai của mình cố sơ hiểu ý của anh ấy bèn trả lời dứt khoát nếu cả đời này anh ấy nằm như vậy thì em sẽ ở bên chăm sóc anh ấy cả đời kiều vân tiêu tỏ ra hết cách cố sơ nhớ lại lời cảnh cáo của anh ấy lúc trước thử hỏi tới tận cùng vậy mà kiều vân tiêu không định nói rõ chỉ nói với cô rằng em muốn ở bên cậu ta cả đời vậy thì phải xem ý của lục môn thế là sao cô hỏi kiều vân tiêu thở dài lục bắc thần là người của lục môn cậu ta xảy ra chuyện lục môn kiểu gì cũng phải xuất hiện chứ cho dù quan hệ của em với cậu ta có thân thiết cách mấy cũng đâu thể bằng một người thân cố sơ sững người chẳng bao lâu câu nói của kiều vân tiêu đã linh nghiệm hôm ấy nắng chiều bị mây mù che khuất Trời nổi gió, những con chim đậu trên hai hàng cây khô bên cạnh nhà tây nháo nhào bay đi. Cố Sơ trở về nhà lấy quần áo, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy bóng một đàn chim giáo giác bay đi. Không hiểu sao trái tim cô bỗng sao động lạ thường, hệt như buổi sáng ngày Lục Bắc Thần bị cảnh sát đưa đi. Ngày sau đó di động vang lên, cô lập tức nghe máy. Giọng Tiêu Tiếu Tiếu ở đầu kia rất gấp Cố Sơ mau tới bệnh viện như có một quả ngư lôi nổ trong đầu suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cô là lục bắc thần xảy ra chuyện bắc thần em đang đợi anh anh sẽ quay trở lại mà phải không lục bắc thần đã xuất viện nói chính xác hơn là anh ấy bị đưa ra khỏi bệnh viện khi cố sơ kịp tới bệnh viện mọi thủ tục của lục bắc thần đều đã được hoàn thành xong một chiếc xe gia đình màu đen đường hoàng dừng ở lối vào cấp cứu của bệnh viện cố sơ bị hụt trong phòng bệnh không gặp được lục bắc thần tiêu tiếu tiếu tới ngay sau đó tạ ơn trời đất cuối cùng cậu cũng tới rồi giáo sư lục bị người ta đón lên xe rồi ý của bác sĩ cố là xem xem cậu có thể nói chuyện với người nhà của giáo sư lục một lát không cố gắng đừng để giáo sư lục xuất viện cố sơ giật mình người nhà là người nhà của anh ấy ký tên dĩ nhiên rồi nếu không ai có quyền làm thủ tục xuất viện chứ tiêu tiếu tiếu kéo cô đi ra ngoài trái tim cố sơ thắt lại người nhà của lục bắc thần tới rồi ư bố mẹ hay là anh chị em cô đáng thương phát hiện ra rằng mình chẳng biết gì cả vừa đuổi tới đại sảnh bệnh viện thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc được bác gái con biết rồi bác yên tâm đã ổn thỏa cả rồi à?" Cô đột ngột quay đầu lại, phía sau hóa ra là Lâm Gia Duyệt. Lâm Gia Duyệt cũng không ngờ có thể bắt gặp cô. Hơi sững người dây lát rồi lập tức phản ứng lại, tránh ra. Cô có tư cách gì đón Bắc Thần ra viện? Cố sơ sốt ruột trước, túm lấy cánh tay cô ta, "Tình trạng của anh ấy bây giờ ra sao cô không biết ư? Cô định đưa anh ấy đi đâu? Đây đã là bệnh viện tốt nhất Thượng Hải rồi." Lâm Gia Duyệt lập tức hất tay cô ra, tôi dĩ nhiên không có tư cách đón anh ấy ra viện. Nhưng cô càng không có tư cách ở lại bên cạnh anh ấy, rất lời. Cô ta quay người bỏ đi, cố sơ sốt sắng đuổi theo. Chặn đường của cô ta, cô nói cho rõ ràng đi đã. Cô đường đường là một bác sĩ mặc áo blau trắng mà làm khó người nhà bệnh nhân. Không hay lắm thì phải. Cô còn cản tôi, tôi sẽ khiếu nại cô. Lâm Gia Duyệt bực bội. Cô, cố sơ còn tiếp tục đuổi. Bị tiêu tiếu tiếu giữ lại. Tiểu sơ, cậu cãi cọ với cô ta có ích gì? Nhân vật chính ở trong xe rồi, tiêu tiếu tiếu hất cầm ra phía chiếc xe bên ngoài. Cố sơ nhìn theo, lầm ra duyệt đã lên xe. Giây phút cánh cửa mở ra, cô liếc thấy bóng một người phụ nữ. Tĩnh mịch, yên lặng ngồi đó, cố sơ hơi đờ đẫn. Bỗng cảm thấy người phụ nữ này rất quen. Hình như đã gặp ở đâu rồi. Nhưng không kịp nghĩ nhiều, chiếc xe từ từ trượt xuống đường cấp cứu. Cố Sơ cảm thấy đầu óc lập tức nổ tung, không nghĩ gì hết, lao thẳng ra ngoài, cô chặn ngay trước đầu xe, khiến Tiêu Tiếu Tiếu ở phía sau hết hồn hết vía. Tài xế lập tức phanh kít lại. "Phẩy chấm, Cố Sơ giang hai tay chặn hướng đi của xe lại, cũng mặc kệ ánh mắt và sự chỉ trỏ của mọi người xung quanh. Gào lên, không được đi. Anh ấy không thể xuất viện được." cửa xe mở ra rất nhanh lâm ra duyệt từ trong xe thò đầu ra quát cố sơ cô bị điên à phải trừ phi để bắc thần lại nếu không thì cứ đè lên người tôi mà đi cô cố khải mân nghe tin vội tới thấy cố sơ làm vậy thì rất giận khẽ quát trông em còn ra dáng một bác sĩ không hả mau tránh ra bây giờ anh ấy không thể xuất viện được cả bác sĩ smith cũng đồng ý cho cậu ấy xuất viện rồi em chắn đường ở đây làm gì cố sơ sửng sốt sao cơ smith đồng ý cho lục bắc thần xuất viện ư cố sơ cô đừng có quá đáng mau lâm ra duyệt còn chưa nói hết câu có một bàn tay phụ nữ đã vỗ khẽ lên vai cô ta bảo cô ta im lặng chẳng mấy chốc có một người từ trên xe bước xuống so với một cố sơ đang phát điên trông bà lại càng nho nhã quý phái bà giơ tay ra hiệu cửa xe liền đóng lại ngay sau đó chiếc xe một lần nữa nổ máy cô không thể cố sơ mặc kệ trước mắt là ai chỉ không thể để lục bắc thần đi cô đuổi theo nhưng bị người phụ nữ vừa rồi nhẹ nhàng chặn lại bà khẽ nói là cố sơ phải không chúng ta nói chuyện đi tiêu tiếu tiếu nhường lại phòng làm việc cậu ấy tới phòng hóa nghiệm xem hình chiếu chụp trước khi đi còn nháy mắt với cố sơ nhắc cô phải bình tĩnh người phụ nữ ấy ngồi xuống sofa rất lịch thiệp, mỉm cười từ đầu tới cuối. Lúc này cố sơ mới cẩn thận quan sát bà. Trông bà rất trẻ, da rẻ căng mịn, trắng trẻo, mái tóc dài ấy cuộn xoăn dịu dàng. Chiếc áo len màu xám nhạt kết hợp với chiếc quần dài sẫm màu. Kiểu kết hợp màu sắc rất giản dị khiến người bà toát lên vẻ thân thiện thùy mị. Bà rất đẹp, đôi mắt ấy có thể hấp dẫn người khác. Trông chỉ như mới ba lăm. Nhưng Cố Sơ nhìn vào đôi mắt bà, cảm thấy tuổi tác của bà không chỉ ít như vẻ bề ngoài. Một người đã trải qua không ít chuyện, đôi mắt dễ dàng nói lên tất cả. Người phụ nữ trước mặt, trong ánh mắt chứa đựng quá nhiều thăng trầm, rất bình lặng nhưng rõ ràng đó là sự yên ả sau cơn bão lớn. Người này là cô à? Cố Sơ lập tức nhớ ra, chính là người phụ nữ tối đó Lục Bắc Thần ra ngoài gặp mặt bà ấy mỉm cười nhẹ nhàng dịu dàng đúng mực cô bé chắc là cháu từng gặp tôi tôi đó không để cháu vào quán mua được cà phê thành thật xin lỗi cố sơ này sinh cảnh giác hóa ra tối đó bà ấy đã nhìn thấy cô quan trọng hơn cả là bà ấy còn biết cô người phụ nữ này tuyệt đối không tầm thường bà ấy là ai nỗi nghi hoặc trong lòng cố sơ nhanh chóng được giải đáp người phụ nữ hỏi gọi cháu là tiểu sơ được không người phụ nữ mang theo thái độ khiêm nhường nhã nhặn nổi bật của người trung quốc nếu không phải trong tình cảnh này nếu không dính líu tới lục bắc thần cố sơ cảm thấy mình sẽ quý bà vì vẻ đẹp của bà không mang theo bất kỳ sự công kích nào khi cười rất ấm áp giống như một bậc trưởng bối đã lâu không gặp cố sơ khẽ gật đầu chiếc xe đó đi rồi cô rất sốt ruột nhưng hình như đó là chuyện ván đã đóng thuyền người phụ nữ này ắt sẽ cho cô một câu trả lời. Ngoài ra người trước mặt trên người mang theo một năng lượng cực lớn. Khiến cho một trái tim dù sốt sắng tới đâu cũng có thể bình tĩnh lại. Thật không ngờ bác thần lại xảy ra chuyện này. Tiểu sơ, thời gian gần đây vất vả cho cháu rồi. Tôi nghe bác sĩ Smith nói. Chính cháu là người vẫn luôn chăm sóc con trai tôi. Cố sơ trợn tròn mắt mãi sau mới lẩm bẩm một câu, cô cô là mẹ của bắc thần à? rồi ý thức được sự đường đột ban nãy của mình, cô lập tức đứng dậy, vẻ mặt sốt sắng. cháu chào cô, mau ngồi đi, người phụ nữ vội nói, không cần căng thẳng như vậy. hành động vừa rồi của cháu rất bình thường, chứng tỏ cháu rất quan tâm tới bắc thần. tôi không trách cháu, thôi à, cô cứ để cháu đứng cố sơ cảm thấy đôi mắt của người phụ nữ này thật lợi hại vừa nhìn đã biết mọi suy nghĩ trong lòng cô bà cười cũng chủ động đứng lên ấn cô ngồi xuống cố sơ bỗng không biết ứng phó thế nào còn bà thì chọn một vị trí khá gần cô để ngồi cháu có thể gọi tôi là cô lục hoặc gọi thẳng tên tôi cũng được tôi tên là tần tô tần tô cố sơ sững người giây lát sau đó lại đứng bật dậy sửng sốt buột miệng cô là tần tô là người học trò đó của bác sĩ smith tần tô mỉm cười cô nhóc bây giờ y thuật của tôi có khi còn không bằng cháu đấy nói rồi bà lại ra hiệu cho cô mau ngồi đi cố sơ sao còn giữ được vẻ bình tĩnh tần tô nếu một năm trước cô còn chưa quen thuộc cái tên này thì năm nay ngoài việc biết bác sĩ smith ra cái tên cô nhìn thấy nhiều nhất chính là hai chữ tần tô này trong một số lượng lớn tài liệu y học không công bố ra ngoài mà lục bắc thần đưa cô rất nhiều quan điểm đều xuất phát từ Tần Tô. Lúc đó cô lấy làm lạ Tần Tô là người nào? Sau đó cha ra mới lác đác tìm được tài liệu của cô, Smith là một bác sĩ lạ kỳ. Học trò của ông cực kỳ hiếm hoi, mà Tần Tô chính là người học trò Smith kiêu hãnh nhất. Thế nhưng trong giới, Tần Tô phần nhiều chỉ có quan điểm, còn thông tin về việc sau này về nhậm chức ở bệnh viện nào thì rất ít. Lâu dần, mọi người cũng quên mất con người tên tần tô nhưng cố sơ cảm thấy có thể trở thành học trò của smith nhất định rất giỏi hơn nữa cô từng đọc các quan điểm y học của tần tô không chỉ một lần phải kinh ngạc về thiên phú của bà thì ra bà đã lấy chồng hơn nữa còn được gà vào lục môn đây có lẽ là nguyên nhân quan trọng để bà lui về ở ẩn ông trời ơi cố sơ vô thức nuốt nước bọt cô cứ thế vô tình gặp mặt mẹ chồng tương lai hơn nữa lai lịch của bà lại không hề đơn giản. Nhưng, cố sơ lại hoài nghi. Vì sao lúc trước bác thâm lại nói sức khỏe của mẹ anh không tốt. Hơn nữa còn phải tự làm thêm kiếm tiền chăm sóc mẹ. Vị tần tô trước mắt ra rẻ hồng hào. Không giống như có chuyện. Hơn nữa bà đã được gả về lục môn. Còn cần con trai làm thêm ở ngoài. Lẽ nào năm đó lục bác thâm nói dối. Chỉ để che giấu thân phận của anh. Bây giờ chúng ta nói chuyện của bác thần nhé. Tần Tô điềm đạm hỏi. Cố sơ khẽ gật đầu. Sau đó từ từ ngồi xuống. Bất luận cô sừng sốt về người hay thân phận đến mức nào cũng không quan trọng bằng tình hình của bác thần. Tôi biết cháu quan tâm bác thần. Đưa bác thần về Mỹ điều trị cũng là quyết định mà tôi và bố nó đã bàn bạc rất lâu. Tần Tô đáp nhẹ nhàng, tôi hiểu điều kiện ở đây đã đủ tốt rồi. Nhưng mong cháu thông cảm cho tấm lòng cha mẹ. Xảy ra chuyện này tôi và bố nó phải ở bên cạnh nó ngoài ra quay về mỹ cũng tiện cho smith và các đoàn y học tham gia đây là suy nghĩ cho bệnh tình của nó hơi thở của cố sơ trở nên dồn dập bà ấy sắp đưa bác thần về mỹ trải qua khoảng thời gian trị liệu này tình trạng trước mắt của bác thần đã ổn định không ít dọc đường sẽ có bác sĩ smith đi theo cháu yên tâm bác thần sẽ không có chuyện gì hết nói tới đây Sắc mặt bà hơi nặng nề, sớm biết thế này. Tôi nên ở lại Thượng Hải luôn. Cố sơ hiểu ý của bà. Chuyện lục bác thần gặp tai nạn. Cô yêu cầu đám ngữ cảnh không được rêu rao rầm rộ ra ngoài. Tần tô biết muộn cũng là lẽ tất yếu. Anh ấy, bắt buộc phải đi ạ. À? Cố sơ cảm thấy trái tim bỗng trống trải. Lẽ nào cháu không muốn nó hồi phục? Dạ không, cháu không có ý này. Tần tô khẽ thở dài nhìn về phía cô cháu có thể hứa với tôi một chuyện không cố sơ ngước nhìn bà trong thời gian bắc thần về mỹ trị liệu cháu có thể hứa với tôi sẽ không đi tìm nó không thái độ của tần tô vẫn rất ôn hòa cố sơ bàng hoàng vì sao ạ à? tần tô khẽ cười cô bé tôi không có ý chia rẽ hai đứa một là tôi nghĩ cháu sẽ không có nhiều thời gian rảnh rỗi hai là bắc thần cần hoàn cảnh tuyệt đối yên tĩnh để điều trị cố sơ mím chặt tôi đan chặt tay vào nhau tần tô nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô khóe môi hơi cong lên yên tâm tôi nghĩ với tính cách của bắc thần chỉ cần nó tỉnh lại thì nhất định sẽ quay về tìm cháu cố sơ cuộn chặt tay lại cô không muốn bắc thần ra đi nhưng lại hiểu rõ ra nước ngoài trị liệu sẽ là con đường tốt hơn rất lâu sau cô nói vâng cháu hứa với cô cảm ơn cháu tần tô chân thành nói cô lục chuyện bác thần gặp tai nạn không đơn giản đâu ạ à? cô hít sâu một hơi tần tô trầm ngâm cậu cảnh sát điều tra vụ này tên la trì phải không tôi đã hỏi rõ tình hình từ cậu ấy rồi chuyện này lục môn sẽ điều tra cố sơ ngỡ ngàng hóa ra cả la trì bà cũng biết bác thâm thật sự mất tích rồi ạ à? cố sơ hỏi thẳng vì trực giác của cô cho rằng chuyện bắc thâm mất tích và việc bắc thần xảy ra tai nạn liên quan mật thiết với nhau tần tô nhìn cô giọng không đổi sắc tiểu sơ à có những chuyện trong tầm xử lý của lục môn thế nên đừng hỏi quá nhiều cố sơ đờ đẫn tần tô đứng dậy khẽ vỗ vai cô con ngoan cố gắng làm việc nghe bác sĩ smith nói cháu rất có năng khiếu thế nên đừng lãng phí yêu thế mà ông trời ban tặng thưa cô Cố sơ đứng bật dậy. Nói, vết thương của bác thần để lại sau vụ tai nạn cần phải chú ý. Thời gian này anh ấy thường xuyên kêu đau. Tần tô nhìn cô, ánh mắt nghi hoặc dây lát nhưng lại mỉm cười rất nhanh, cô bé ngốc. Bác thần đâu có gặp tai nạn trước đây. Tôi thấy nó cố tình làm vậy để được cháu quan tâm đấy. Vết sẹo trên người anh ấy. Là vết sẹo sau một lần điều tra án ở Mỹ, tần tô khẽ đáp giống hệt như lời nói của lục bắc thần. Nhưng cố sơ cứ mơ hồ cảm thấy không bình thường. Khi đi tới cửa, cố sơ gọi giật bà lại cô lục. Bà dừng bước, quay đầu nhìn cô, nghe nói sức khỏe của cô không tốt lắm. Cô nhớ giữ gìn, tần tô hơi dướn môi tôi biết rồi. Cảm ơn cháu, bà đã đi, cố sơ đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Ban nãy nụ cười của Tần Tô rất tự nhiên và hòa nhã nhưng vì sao cô lại cảm thấy trong ánh mắt Tần Tô có đôi chút khựng lại. Về đêm, cố sơ yên lặng đứng trước cửa ban công nhà Tây, dựa đầu lên tấm thủy tinh, nhìn mày miết về phía bầu trời xa. Bác thần đi rồi, còn chưa kịp nói lời tạm biệt với cô. Trăng sáng vằng vặc, sao thưa lác đác, cô hụt hẫng, buồn bã, cố tư bê đĩa hoa quả tới ngồi bên cạnh cô, chuyến bay đưa anh rể đi đã cất cánh lâu rồi phải không? Chị à, đây là trung tâm, không nhìn được máy bay đâu, rất lời. Nó đưa hoa quả cho cô. Cố sơ cúi xuống nhìn. Trong đĩa đầy ắp những cam. Chị thích ăn nhất mà. Cố tư cười hì hì. Cố sơ cầm một miếng. Bỏ vào miệng, ăn mãi ăn mãi hốc mắt bỗng đỏ ửng. Cô lại nhớ về bác thần. Nhớ một bác thần dị ứng với cam cố tư thấy vậy không cười nữa nhẹ nhàng ôm lấy cô hỏi chị à anh ấy sẽ còn quay lại chứ cố sơ hít sâu nhìn lên trời đêm khẽ đáp còn chắc chắn sẽ quay trở về bác thần em đang đợi anh anh sẽ quay trở lại mà phải không cô vốn không có ý đón hoa nhưng nó lại rơi vào lòng cô đây là một điểm lành ư có phải bác thần sẽ bình an quay về không bác thần bác thần đừng sợ anh ở đây anh ở đâu ngay bên cạnh em chưa từng rời xa cố sơ hay mơ thấy một giấc mơ như vậy dưới hoàng hôn ngoài bờ biển cô và lục bắc thần tay đan tay từ từ dạo bước bằng chân trần trên bãi cát anh nói anh thích một cuộc sống như vậy thời gian như những hạt cát từ từ chảy trôi trong chiếc đồng hồ cát yên bình đến nỗi khiến người ta thấy ấm áp trên bờ cát không còn người nào khác chỉ có hai người họ sau lưng là hàng dấu chân dài miên man hai dấu của nam hai dấu của nữ chốc chốc lại xếp chồng lên nhau giống như ngày ngày tháng tháng luôn có những khoảnh khắc gặp gỡ khiến người ta khó quên khi những tia sáng rơi xuống nhuộm hồng mặt biển cô dựa vào bờ vai anh quay mặt ra biển lớn cô nghe anh nói trước nay anh chỉ tin lời của người chết vì họ sẽ không nói dối nhưng bây giờ anh lại muốn nghe giọng em nghe em nói với anh rằng em yêu anh cô bèn quay mặt ra biển hét thật to lục bắc thần em yêu anh xương răng mặt biển anh đã biến mất cô bật khóc ra sức kiếm tìm trong làn xương mù mịt có một cánh tay đàn ông ôm chặt lấy cô thì thầm với cô đừng sợ đừng sợ anh vẫn luôn ở bên em nhưng em không nhìn thấy anh cô nói bắc thần hãy để em nhìn thấy anh cánh tay giữa eo dần dần siết chặt giọng nói bên tai càng lúc càng rõ ràng xuyên qua sóng biển vang vọng tận nơi sâu thẳm trong đáy lòng cô anh nói sơ sơ dù phải trải qua những đau đớn tan nát hơn nữa anh cũng quyết phải tìm được em lần nào cô cũng sợ hãi hét lên rồi tỉnh giấc lúc thức dậy ngoài cửa sổ có thể là đêm dài hoặc bình minh giọng nói của lục bắc thần trong mơ dường như vẫn còn vọng trong tai cô hay nhìn ra cửa sổ thất thần một lúc Ngoài cửa luôn là phong cảnh, từ sau khi anh đi, khi đi ngủ cô không còn kéo rèm cửa nữa, chính là mong có một ngày tỉnh dậy khỏi giấc mơ có thể nhìn thấy rèm cửa đã được khép lại. Thói quen này chỉ mình Lục Bắc Thần mới có. Cô ở qua lại giữa nhà Tây và căn nhà bên bến Thượng Hải. Những đồ đạc có liên quan đến anh trong hai căn nhà ấy đều được sắp xếp gọn gàng. Ngăn nắp, cả vị trí cũng chưa từng bị dịch chuyển nhưng ở bến thượng hải, ở nhà anh, cô dành ra một căn phòng, giống như căn phòng ở quỳnh châu, có thêm rất nhiều dụng cụ vẽ. khi nào quá nhớ anh, cố sơ sẽ vẽ một bức, giống như những năm tháng khô cằn trước đây. cô cứ ngồi xuống là sẽ ngồi rất lâu. bây giờ cầm lại bút vẽ, cô lại mang nhớ thương ký gửi lên giấy. trong năm năm trước đó, cô chỉ vẽ một mình bắc thâm, dù trầm tư hay thoải mái cười đùa ngày hôm nay của năm năm sau cô vẽ cô và bắc thần từ khi gặp gỡ tới ngày biệt ly cuộc sống tựa như từng bức tranh những bức tranh này lại kể một câu chuyện rồi cô cũng sẽ già đi sẽ lãng quên rất nhiều chuyện nhưng từng chút nhỏ nhặt của cô và anh cô không muốn quên hết cố tư ở bên cô cả kỳ nghỉ đông cuối cùng sầm vân cũng biết chuyện này gì không còn hùng hùng hổ hổ như mọi ngày chỉ nói với cố sơ nếu nhớ nhà thì quay về cố sơ cảm thấy cô đã đi quá xa rồi không thể quay về được nữa là chỉ cũng xa suốt đi nhiều anh vẫn luôn theo đuổi vụ tai nạn giao thông ấy dẫu rằng vụ án đã được đóng nắp quan tài kết luận chỉ là tai nạn ngoài ý muốn sau đó có một hôm vào lúc ăn cơm tối cố từ nhìn thấy bức ảnh của người tài xế gây tai nạn kinh ngạc nói sao lại là cô ta cố sơ hỏi để biết rõ. Thì ra người tài xế tử vong Ngài Hân, là một người bạn cố tư quen trong một buổi giao lưu các trường cấp 3. Hai người còn từng cùng chụp ảnh người mẫu, cũng coi như nói chuyện khá hợp. Khi hỏi thêm thì cố tư chỉ biết gia cảnh của cô ta khá tốt. Tính tình khá tùy hứng. Chỉ có điều có lúc Ngài Hân rất thần bí, đây là đánh giá cố tư kết luận sau khi suy nghĩ. Vì chuyện này, là chỉ như tìm được tia sáng bình minh lại gạn hỏi cố tư như hỏi cung tội phạm mặc dù ngoài mặt cố tư không vui nhưng vẫn hợp tác với những câu hỏi của anh ấy không nhiều manh mối có giá trị dẫu sao thì hai người cũng không học cùng trường lại chẳng phải những người bạn hiểu rõ ngọn nguồn gốc dễ của nhau cuối cùng la chỉ thở hắt ra một hơi cố tư tức giận rõ ràng sự đãi ngộ này đã khơi dậy lại những kỷ niệm không vui của con bé vào lần đầu tiên gặp la chi một vụ tai nạn giao thông trông giống như sự cố, thực chất là âm mưu, nhưng lại không thể tra ra chân tướng một cách ly kỳ. Đừng nói là cố sơ, ngay cả La Trì cũng cực kỳ phẫn nộ. Chuyện này cũng giống như đối phương cho bạn một cái màn thầu nhưng bạn lại khó xử vì không tìm được thứ gì để đựng vậy. Nhưng chẳng bao lâu sau khi kết án, bố mẹ của Ngài Hân đã loạn choạng xông vào đồn báo án nói thi thể của con gái họ đã biến mất thi thể mất tích tại nhà tang lễ vì chuyện này bố mẹ của ngài hân đã tức giận kiện nhà tang lễ làm việc tắc trách cảnh sát vào cuộc điều tra chuyện này nhưng không hề phát hiện được bất kỳ manh mối nào giống như cái xác đã không cánh mà bay vậy như vậy phía cố sơ có muốn tiếp tục điều tra cũng vô ích sau chuyện đó cố sơ đã suy nghĩ rất lâu không tài nào nghĩ ra được vì sao đang yên đang lành cái xác lại biến mất ai ăn trộm xác chết làm gì nghĩ mãi nghĩ mãi cô chợt nhớ tới người của lục môn nghĩ tới tần tô khi đưa lục bắc thần đi bà ấy đã cười nói cô bé chuyện này lục môn sẽ giải quyết chuyện thi thể của ngài hân mất tích liệu có liên quan tới lục môn hay không càng nghĩ cố sơ càng cảm thấy khó tin vì cứ cảm thấy cho dù lục môn muốn truy cứu trách nhiệm cũng đâu thể lấy thi thể của đối phương ra hành quyết lúc trước khi bố mẹ ngài hân biết người con gái đâm bị thương là giáo sư pháp y cấp quốc bảo đã cực kỳ run sợ còn nghe nói bối cảnh của lục môn thì lại càng khiếp đảm nhưng theo như cô được biết tần tô chỉ đưa lục bắc thần đi không hề tới gặp bố mẹ ngài hân đòi bồi thường gì đó lẽ nào lục môn lùi một bước để tấn công nghĩ không thông nghĩ không hiểu, cứ như vậy, vụ án thi thể mất tích cũng trở thành án bỏ ngỏ. Chớp mắt, xuân đã ấm áp, hoa đã nở rộ, sau hai cơn mưa xuân, khí hậu chuyển nóng, hoa ngọc lan bên đường bung nở rực rỡ, màu sắc chiếm chủ yếu, điểm suyết cho thành phố vồn vã này, cây ngọc lan trong vườn nhà Tây cũng đã có nụ non. Nụ hoa e ấp nở đầy cành, không bao lâu nữa sẽ dậy hương thơm khắp căn nhà thượng hải không phải là một thành phố có mùa xuân quá rõ ràng nhưng những loài hoa xuân sớm chốc chốc lại nhắc nhở cố sơ một mùa rét mướt đã trôi qua mùa hạ sắp tới con đường ngọc lan của đại học a lại vô cùng náo nhiệt các đôi yêu nhau trong vườn trường vẫn còn rất trong sáng chỉ có hương ngọc lan xen lẫn là tăng thêm phần lãng mạn những lúc rảnh rang cố sơ cũng sẽ về trường ngồi một lúc dưới gốc ngọc lan bao chuyện quá khứ cũng sẽ kéo buồn thương trở lại. Cô chưa từng nói với Lục Bắc Thần rằng, đợi tới ngày xuân ấm. Chúng mình phải tới đây dạo bộ. Kỳ nghỉ dài ngày đầu tiên nhân dịp quốc tế lao động. Các du khách tới Thượng Hải cũng đông hơn. Bệnh viện bận tới chóng cả mặt. Từ ngày 30 Tết ấy, sau khi khắc phục được cánh cửa tâm lý khó khăn để cầm được dao mổ. Cố sơ liền tiến bộ thần tốc như có ai đã thông kinh mạch trước kia thành tích của cô đã rất tốt rồi bây giờ trong các ca mổ càng có thể lý luận liên hệ thực tế trong mấy lần phẫu thuật tham gia cô đều rất thành thạo tiêu tiếu tiếu hay vỗ vai cô và nói này lúc ở trường đại học giáo sư của chúng ta đã nói cậu là thiên tài y học bây giờ xem ra các cụ giáo sư đúng là khả năng tiên tri thế nên ngày quốc tế lao động này sau khi cô cùng Cố Khải Mân hoàn thành một ca phẫu thuật tổn thương thần kinh có mức độ khó cao, đứng trước bồn rửa tay, cô ngắm bản thân trong gương. Tựa hồ nhìn thấy Lục Bắc Thần, anh nói với cô sơ sơ, chỉ cần em có thể cầm được dao mổ, sau này em làm gì cũng thuận lợi. Bây giờ cô có thể ung dung cầm dao mổ lên, hành nghề y cứu người. Nhưng Bắc Thần đâu, ở nước Mỹ xa xôi, anh hoàn toàn bật vô âm tín. Cô không nhìn thấy anh. Không, nghe được giọng anh. Có biết bao lần cô hy vọng thông qua ngữ cảnh hoặc phan an để có được tình hình trước mắt của lục bắc thần. Tiếc là họ cũng chẳng có tin tức gì. Người phụ nữ nhã nhặn đó đã chặn con đường tới Mỹ thăm nom của cô. Cô trở thành con chim trong lồng. Muốn giang cánh bay cũng lực bất tòng tâm. Mỗi một ca phẫu thuật thành công cũng chẳng mang lại được quá nhiều hạnh phúc như niềm vui ngày 30 Tết ấy. bắc thần không có anh ở đây ngay cả niềm vui em cũng không biết chia sẻ cùng ai nữa ngày thứ hai của kỳ nghỉ là đám cưới của tiêu tiếu tiếu ngoại trừ các đồng nghiệp trực ban cả khoa đều đến hết hôm nay cố khải mân như một vì sao lấp lánh anh ấy vốn dĩ đã có tướng mạo cao giáo nho nhã mặc thêm bộ vest chú rể lại càng rắn giỏi khí khái tháng năm cảnh xuân rực rỡ thích hợp nhất cho những hôn lễ ngoài trời họ chọn địa điểm là một bãi cỏ đơn giản mà thời thượng là những bác sĩ ngoại khoa như cố khải mân và tiêu tiếu tiếu họ không có quá nhiều thời gian dành cho việc chuẩn bị đám cưới thế nên không cầu mong sự xa hoa chỉ muốn có sự ấm áp bố mẹ tiếu tiếu đã đến từ sớm cùng thông gia tiếp đón khách khứa các bạn bè ở đại học a cũng tới không ít so với vẻ lạnh lùng và những lời mỉa mai dành cho cố sơ trong buổi gặp mặt lần trước lần này họ nhiệt tình bùng nổ một cách kỳ lạ sau khi chúc mừng tiêu tiếu tiếu tân hôn hạnh phúc đám bạn nữ tranh dành để được chụp chung với cố sơ xin số liên lạc đãi ngộ còn hơn cả cô dâu sau khi phòng nghỉ chỉ còn lại tiêu tiếu tiếu và cố sơ tiếu tiếu cứ nhìn cô cười mãi cố sơ chỉnh trang lại dây duy băng của bó hoa cưới Thấy cậu ấy cười với vẻ quái lạ, cô bèn hỏi, "Sao thế? Bây giờ lại tìm được cảm giác được tâng bốc trước sau rồi phải không?" Cố Sơ cười. Tớ không còn quen bị người khác chú ý như vậy nữa rồi. Khi chưa thành công, cậu muốn nổi bật đã khó. Khi thành công rồi, cậu muốn thầm lặng cũng khó, Tiêu Tiếu Tiếu giơ tay đấm đấm cái cổ nhức mỏi. Chiếc váy cưới đuôi cá càng tôn lên vóc dáng xinh đẹp của cậu ấy tớ nào có thành công gì cố sơ phản bác cậu làm việc tại một bệnh viện xếp thứ nhất thứ nhì ở thượng hải còn làm trong một khoa quan trọng hàng đầu mọi người đều học y có ai không biết trong ngành xuất hiện một hậu bối xuất sắc là cậu tiêu tiếu tiếu nói một sự thật cố sơ đặt hoa cưới qua một bên lãnh đạm nói cậu cũng nói là mọi người đều học y tớ là bác sĩ trong đám bọn họ cũng đâu có thiếu người làm bác sĩ Cần phải nhờ cậy tớ sao? Khóa chúng ta ở lại bệnh viện này chỉ có cậu và tớ. Những người khác nếu không về bệnh viện địa phương thì cũng đi trái ngành. Ai cũng biết điều kiện y học tốt nhất chỉ có bác. Thượng, Quảng, bọn họ dĩ nhiên phải quan hệ tốt với cậu. Lỡ như sau này cần nhờ tới cậu thì sao? Tiêu tiếu tiếu xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út. Rồi buột miệng với lại cậu con cùng. Những lời sau đó, cậu ấy nuốt xuống. Cố sơ ngước mắt nhìn tiêu tiếu tiếu. Cậu ấy bỗng chốc có chút ngượng ngập. Liếm môi. Ý của tớ là. Mọi người bây giờ đều rất thực tế. Mặc dù chưa nói xong nhưng cố sơ hiểu ý của cậu ấy. Tiếu tiếu muốn nói những người này hòa thuận lại với cô một là vì cô có công việc nở mày nở mặt. Hai là vì quan hệ của cô và lục bắc thần. Cố sơ cục mắt xuống. Cười khẽ. Vô thức chạm vào chiếc nhẫn của mình. Tiêu tiếu tiếu thấy vậy dầu ruột vì mình đã lỡ lời ba chữ lục bắc thần gần nửa năm nay cô nhắc cũng không dám nhắc nếu như bình thường cô chắc chắn sẽ dặn cố sơ quyết phải bắt được hoa cưới nhưng bây giờ dù cậu ấy có đón được cũng chỉ còn bi thương phòng nghỉ chìm vào sự yên ắng chốc lát vẫn là cố sơ lên tiếng trước hôm nay bác sĩ cố đẹp trai cực kỳ cả con trai của anh ấy cũng rất hào hứng Hôm nay đứa bé mà cố Khải Mân nhận nuôi làm hoa đồng. Tiêu Tiếu Tiếu chỉ cười mỉm, không nói gì. Cô nhìn một nửa gương mặt Tiếu Tiếu, nhất thời có chút ngẩn ngơ. Sau khi ngày cưới của Tiêu Tiếu Tiếu và cố Khải Mân được ấn định, cô thường hay mơ thấy Tiếu Tiếu của hồi đại học. Một Tiếu Tiếu ham ăn thích cười ngày đó. Một Tiếu Tiếu cứ gặp Kiều Vân Tiêu là đỏ mặt ấy. Bây giờ Tiếu Tiếu duyên dáng xinh đẹp. Nhưng nụ cười trên gương mặt đã không còn như khi trước. Cô bất chợt gọi tên cậu ấy. Tiếu Tiếu quay đầu lại nhìn, tận sâu nơi đáy mắt có chút cô đơn. Trái tim cố sơ đập hững một nhịp. Rất lâu sau cô mới nhẹ nhàng hỏi, "Cậu có hy vọng anh ấy tới không?" Cũng giống như lần đầu tiên Tiếu Tiếu nói với cô, nghe nói anh ấy quay về rồi. Chẳng ai giải thích anh ấy là ai, nhưng bọn họ đều hiểu rõ trong lòng mỗi người đều có một cái hố không thể vượt qua của cô là lục bắc thần với tiếu tiếu đó chính là kiều vân tiêu là bạn bè cố sơ hy vọng tiếu tiếu có thể buông bỏ quá khứ nhưng phản ứng của tiếu tiếu khiến cô thất vọng cũng đã chứng thực những dự cảm dâng lên trong lòng cô nghe xong sóng mắt tiếu tiếu khẽ sao động rồi cậu ấy lập tức quay đi khẽ nói tớ nghĩ anh ấy sẽ không đến đâu cố sơ nhìn rất rõ giây phút quay đi ấy có vệt đỏ ánh lên trong đôi mắt tiếu tiếu cô thở dài nặng nề tớ thật sự rất muốn biết cậu nghĩ cái gì tiêu tiếu tiếu đứng dậy đứng ngược chiều sáng trước cửa sổ cái bóng của cậu ấy thon thả nhưng không sao che giấu nỗi cô quạnh lát sau cậu ấy mới lẩm bẩm tiểu sơ không phải ai cũng may mắn như cậu đâu hơi thở của cố sơ khựng lại cô vô thức đứng lên nhìn cậu ấy cậu ấy không quay đầu ánh mắt vượt qua tấm kính thủy tinh nhìn về phía bãi cỏ được trang hoàng rực rỡ vì anh ấy tớ đã dốc hết sức để trở nên xinh đẹp vậy mà cuối cùng vẫn không thể làm vợ anh ấy cố sơ nghe xong buồn thương dâng trào hôn lễ trung quy vẫn khiến con người ta xúc động khi tiên thệ lời hứa kết hôn tiêu tiếu tiếu đã khóc khóc rất hợp tình hợp lý nhưng cố sơ cứ cảm thấy nước mắt của cậu ấy vẫn rơi vì kiều vân tiêu có không ít các cô gái còn độc thân tới tham dự lễ cưới cố sơ bị mọi người lôi lôi kéo kéo bắt đứng vào hàng ngũ tranh hoa cưới cô chẳng có bụng dạ nào để cướp chỉ đứng được ra nhìn nó bay về phía này các cô gái đứng trước đứng sau bên trái bên phải người giật kẻ tranh không ngờ trong lúc bất cần nó đã rơi vào lòng cô mọi người xung quanh bắt đầu gieo hò. Tiêu tiếu tiếu đứng trên sân khấu cười rất tươi. Cố sơ ngẩn ngơ nhìn bó hoa cưới hồi lâu. Những cảm xúc rối bời lan tràn trong lòng. Cô vốn không có ý đón hoa nhưng nó lại rơi vào lòng cô. Đây là một điểm lành ư. Có phải bác thần sẽ bình an quay về không? Cô không dám ảo vọng quá nhiều. Chỉ mong anh quay về được là mừng rồi. Cô nắm chặt bó hoa trong tay. Khi ngước lên nhìn tiêu tiếu vô tình liếc thấy một bóng người trong góc hơi sững sờ đã tới rồi vì sao không xuất hiện trong một bãi đậu xe cách xa đám cưới cố sơ nhìn kiều vân tiêu chằm chằm hỏi chính vào lúc nãy cô nhìn thấy kiều vân tiêu chẳng biết anh đã tới lúc nào cũng không biết anh đã đứng bao lâu anh ăn vận rất nghiêm trình sơ mi cà vạt đứng đắn đầy đủ như một vị khách tới dự lễ cưới từ góc độ của anh có thể nhìn thấy toàn bộ quá trình đám cưới. Nhưng anh không xuất hiện. Cố Sơ phát hiện ra anh, anh cũng phát hiện ra cô. Vội vã bỏ đi, cô thấy vậy bèn đuổi theo. Cô nghĩ Tiếu Tiếu chắc chắn cũng đã nhìn thấy. Kiều Vân Tiêu một tay đặt trên vô lăng, gương mặt điển trai hiện rõ vẻ tiểu tùy. Cố Sơ luôn cảm thấy Kiều Vân Tiêu đã thay đổi rất nhiều từ sau khi Tiếu Tiếu bị bắt cóc. Anh trở nên u sầu hơn. Anh không nói gì, chỉ trầm mặc, rất lâu sau mới lên tiếng, anh ta có tốt với cô ấy không? Ngay cả Dũng khí hỏi cậu ấy anh cũng không có, giờ cô ấy đã kết hôn rồi. Em muốn anh hỏi cô ấy gì đây? Kiều Vân Tiêu quay đầu nhìn cô. Cố Sơ nhìn vào nỗi cô đơn trong mắt anh, nó giống y hệt với Tiếu Tiếu lúc ở trong phòng nghỉ. Cô thẳng thốt, một nỗi bất an bỗng nảy nở, có những lời khi còn chưa cưới hỏi thì thích hợp Bây giờ, tất cả đã muộn rồi. Em đang lo lắng điều gì? Xưa, này Kiều Vân Tiêu không phải người hồ đồ. Tự nhiên nhận ra điều gì đó trong ánh mắt cô. Em nghĩ, đây là sự lựa chọn cuối cùng của Tiếu Tiếu. Cô bóng gió nói một câu. Kiều Vân Tiêu bật cười chua xót, tự diễu, em tưởng anh có thể đi phá hoại gia đình cô ấy hay sao? Không, anh sẽ không làm như vậy. Anh có sự kiêu ngạo của bản thân mình. Dĩ nhiên sẽ không làm vậy, Cố Sơ thấy xót xa trong lòng. Nhưng có lúc, kiêu ngạo sẽ hại con người ta sống không bằng chết. Kiều Vân Tiêu cất nụ cười đi, nhìn cô chăm chú, "Em không tin anh không có chút tình cảm nào với Tiếu Tiếu. Nếu không có hôm nay anh sẽ đường hoàng xuất hiện chứ không phải trốn trong góc nhìn cậu ấy mà không dám tiến lên." "Đủ rồi, anh rất bình tĩnh thốt ra hai tiếng." Cô im lặng rất hợp lúc, ván đã đóng thuyền cô nói nhiều cũng vô ích. Một người ngoài cuộc như cô, ngoài những tiếng thở dài ra thì chẳng thể làm thêm gì nữa. Cuối tháng 7, Hạ đã chín, cứ thế, Lục Bắc Thần đã xa cô hơn nửa năm. Cố sơ mua được trên tao bao một cuốn lịch bàn nghiêm chỉnh đặt ở trong nhà. Mỗi ngày trôi qua cô lại vạch một nét. Khởi điểm chính là ngày Lục Bắc Thần rời khỏi Trung Quốc. Đã từng có một lần, cô quả thực nhớ Bắc Thần đến phát điên cuối cùng vẫn gọi điện thoại cho Lâm Gia Duyệt, cô biết lúc đó Lâm Gia Duyệt theo Tần Tô trở về Mỹ. Sau khi nhận điện thoại, thái độ của Lâm Gia Duyệt rất bình thường, ngữ khí ôn hòa như nước, cô ta nói: "Cố Sơ, cô đừng có gọi điện tới nữa. Tôi chỉ muốn biết tình hình của Bắc Thần." Nhưng đầu kia đã cúp máy. Lần đó, cô đã nắm chặt di động đúng nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng mũi cay xè, mắt đỏ ửng nếu không phải vì di động của Smith không liên lạc được, cô tuyệt đối không muốn cầu xin Lâm ra duyệt kỳ nghỉ hè vừa tới. Cố Tư đã lập tức tới Thượng Hải. Từ sau khi Lục Bắc Thần bị đưa về nước, mỗi dịp lễ Tết, Cố Tư lại quay về Thượng Hải. Mặc dù không nói trắng ra nhưng cố sơ cũng biết, Từ Tư sợ cô suy nghĩ lung tung, là chỉ vẫn tới đón cố Tư như mọi khi, không khác mọi khi. Trên ghế sau vẫn đặt không ít quà vặt anh biết tư tư chỉ thích ăn vặt trên đường đi vào trung tâm thành phố cố tư ăn khoai tây hỏi la trì lục bắc thần vẫn chưa có tin tức gì sao la trì thở dài cô không hỏi nữa đặt khoai tây xuống có chút chán nản không có tin tức là tin tốt la trì vững vàng lái xe nói nếu cậu ấy thực sự gặp chuyện tin tức đã sớm truyền ra ngoài rồi chẳng phải anh nói lục môn có sở trường phong tỏa tin tức ư thế nên anh ấy có chuyện hay không làm sao chúng ta biết được đây cũng là điều la chỉ lo lắng nhất đợi thêm đã anh tin là người tốt ắt có trời phù hộ cố tư dựa vào cửa sổ xe thở dài ngao ngán là chỉ thấy vậy bèn hỏi em lại sao vậy em cảm thấy cố tư ngập ngừng có lẽ em đã làm sai một chuyện rồi là chỉ nghe xong cười hiếm có thật để cố nhị tiểu thư nhà chúng ta phải lỗi quả là khó hơn lên trời em không đùa với anh đâu, cố tư làm mặt nghiêm túc. Là chỉ cũng phát giác ra cô có tâm sự bèn bỏ nét mặt nhắn nhít. Em làm sai gì rồi? Cố tư nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Chầm mặc rất lâu mới nói, em cảm thấy, em đã hiểu lầm một người, là chỉ tỏ ra khó hiểu. Ai ya, à, anh đừng hỏi nữa, cố tư không muốn để anh hỏi triệt để tới cùng. Bèn đẩy anh, chỉ cần chị em ổn là được. Trong lòng em chỉ có chị gái thôi à? là chỉ nói với giọng chua lẻ cố tư không cần suy nhiều dĩ nhiên là chỉ bĩu môi thế còn anh gì chứ giả vờ giả vịt với anh hả là chỉ nói rồi bắt lấy tay cô xin hỏi cố tiểu thư người cảnh sát hèn mọn như anh ở trong lòng em chiếm bao nhiêu phần đừng đùa nữa nhiệt độ nơi lòng bàn tay anh khiến con tim cô đập thình thịch mãi không ngớt muốn rằng ra anh lại càng nắm chặt hơn là chị cũng không miễn cưỡng cô nữa. Chị cười ha ha tiếp tục lái xe, nhưng vẫn siết chặt một tay cô. Cố từ cúi xuống, nhìn hai bàn tay đan vào nhau. Tự nhiên con tim bỗng hoảng loạn vu vơ. Cô không dẫy dụa nữa. Cứ để anh nắm tay mình như vậy. Mùa hạ luôn có những điều mới mẻ xảy ra. Lấp đầy thị giác của dân mạng. Đối với những tin tức dợp trời đó, cố sơ trước giờ chỉ lướt qua cho biết. Một khoảng thời gian trước. Trên tạp chí y học, cô từng phát biểu một bài viết với chủ đề gen thần kinh sinh trưởng và cấy ghép tế bào thần kinh khô trong não. Đã được nhận xét tốt của chuyên gia trong ngành, trở thành bác sĩ trẻ mới ngoài 20 tuổi của khoa ngoại thần kinh. Sự quan tâm của các chuyên gia rõ ràng đã trải bằng tương lai của cô. Con đường của cô càng lúc càng thuận lợi. Trong số các thực tập sinh cùng khóa, cô là người có khả năng lĩnh hội cao nhất ở khoa ngoại thần kinh vì chuyện này cố khải mân đã chính thức tìm cô nói chuyện một lần một câu tổng kết chính là anh hy vọng vào lúc phân khoa cuối cùng cô có thể chọn khoa ngoại thần kinh có câu nói rất hay con người nhất định phải có ước mơ lỡ như thành hiện thực thì sao cố sơ cảm thấy cuộc đời mình đã gặp ngã rẽ năm năm trước ước mơ của cô dần dần mỏng manh cuối cùng cánh cửa phòng mổ và thế giới phía sau đó đến nghĩ cô cũng không dám nghĩ nữa khi hiện thực quá chắc trở, ước mơ cũng trở thành một vật xa xỉ. Cô của lúc đó chỉ mong ngày ngày trôi qua một cách yên bình. Mỗi tháng đủ tiền trả cho gì là tốt rồi. Nhưng bây giờ, ước mơ ở ngay trước mắt. Chỉ cần cô khẽ giơ tay là có thể chạm tới. Thậm chí còn nắm chặt được trong lòng bàn tay. Cảm nhận nhiệt độ của nó. Là người ai cũng tham lam. Cả ước mơ cũng vậy. Cô biết, ngã rẽ trong cuộc đời mình chính là lục bắc thần nếu không có lục bắc thần cô nhất định vẫn còn tiếp tục lần mò trong bóng tối nhấm nháp nỗi đau xót của sự nhẫn nhịn như một con ốc sên càng nghĩ tới những điều tốt đẹp của anh cô lại càng nhớ anh hơn nửa năm nay giấc ngủ của cố sơ luôn kém luôn có rất nhiều giấc mơ toàn bộ đều liên quan tới lục bắc thần nhất là sau khi vào hạ tiết trời mỗi ngày một nóng nực hơn cứ sau nửa đêm cô lại không thể ngủ ngon không giống ngày xưa, thời gian gần đây cô rất hay gặp ác mộng. Tối nay cô lại nằm mơ, mơ quay trở về nhà hàng đó, về con đường nhỏ rụng đầy cánh hoa hồng trắng, đèn lồng đung đưa trong bầu không khí hơi lạnh, bóng cây như đang múa, ánh sáng mù mờ không rõ. Bên đường đối diện, lục bắc thần một mình đứng lặng, giống như đã đợi cô rất lâu rồi. Cô nhìn thấy anh, liều mạng hét gọi tên anh, vẫy tay với anh anh nhìn và mỉm cười về phía cô khi cất bước băng sang đường thì một chiếc xe lao tới lại là một màu đỏ dợp trời nhuộm rực sắc màu cánh hoa hồng dưới đất cô điên cuồng hét tên anh hết lần này tới lần khác nhưng anh không còn phản ứng nữa rất nhanh cô chìm vào bóng tối dốc sức kiếm tìm bỗng nhiên có một bàn tay đàn ông nhẹ nhàng phủ lên mặt cô lòng bàn tay giá lạnh nhưng lại có mùi hương của anh Cô một lần nữa gọi tên anh. Bóng tối nuốt trọn bóng anh. Ngay cả gương mặt anh cũng chìm trong tăm tối. Cố gắng níu giữ anh. Cố hết sức để nhìn thấy khuôn mặt ấy. Thế là gương mặt anh xuyên qua đêm tối. Hiện ra trước mắt, cô sửng sốt. Đó là một gương mặt máu thịt bầy nhầy. Máu nhuộm đỏ ngón tay cô. Anh nhìn cô, dưới diện mạo đã bị tàn phá. Đôi mắt kia ánh lên như một viên đá. Anh giơ tay về phía cô nói một câu với giọng khàn khàn anh quay về rồi á à, cố sơ hét đến bừng tình đột một mở mắt ra gương mặt trong giấc mơ không còn nữa chỉ còn chút ánh sáng le lói ngoài cửa sổ dọi vào mặt đất hơi sáng lên cơn gió ban mai nhảy vọt vào phòng khiến tiếng chuông gió ngân những tiếng vụn vặt váy ngủ ướt đẫm mồ hôi cố sơ đờ ở trên giường rất lâu như khúc gỗ mới ngồi dậy vùi mặt vào giữa lòng bàn tay. Bà vai run rẩy, cố tư dậy muộn hơn cô một chút, loẹt quẹt chiếc dép lê, miệng ngáp ngủ đi vào phòng ăn. Thấy mặt cô trắng bệch quả nhiên hết hồn một phen, ngồi xuống hỏi, chị lại nắm mơ à? Cố sơ gật đầu, không miêu tả cho nó sự đáng sợ của giấc mơ. Hiếm khi hôm nay chị được nghỉ, cùng em ra ngoài đi dạo đi, cố tư rót hai cốc sữa. Đưa cho cô một ly. Ngày nào chị cũng tiếp xúc với người bệnh. Sẽ bị ảnh hưởng đấy. Cố sơ đón lấy cốc sữa. Nói vớ vẩn. Cố tư cười hì hì. Giải thích theo góc độ duy vật thì tại bình thường áp lực công việc của chị quá lớn. Ngủ không đủ giấc. Lại hay mơ mộng. Còn giải thích theo góc độ duy tâm thì vấn đề nghiêm trọng rồi đây. Phàm là người bệnh. Âm khí đều nặng nề. Sẽ hay dẫn theo một số thứ không sạch sẽ nên người ta mới nói tâm trạng xấu sinh ma quỷ chị là bác sĩ ngày nào cũng dẫn theo ma quỷ về nhà cái gì linh ta linh tinh vậy giáo viên trường em dạy mấy đứa như thế đấy à cố sợ uống một hớp sữa cắt miếng trứng rán thành hình thoi rồi ăn từng chút từng chút trí tưởng tượng phong phú mới càng có thể lý giải đầy đủ chân lý của số phận mà cố tư cắn một miếng bánh mì vuông nhìn cô với vẻ thần thần bí bí chị ạ à, con người thì đúng là ai cũng tới với thế giới này bằng tiếng khóc nhưng trước lúc chết cũng vô khối chuyện kỳ bí đấy. Cố sơ nhướng mày, có tí tuổi đầu mà suy nghĩ vấn đề cũng phức tạp quá ha. Đây không phải chuyện em nghĩ mà là một nghệ thuật gia tên kỳ quái. Anh ta cho rằng nhân sinh có trăm vàn biểu cảm thì khi chết cũng có tương ấy cảm xúc. Anh ta tên kỳ quái thì cũng đúng là quái đản thật đấy nhưng quan điểm của anh ta thì không kỳ lạ cố sơ từ từ ăn trứng gà nói ở bệnh viện hay nhà tang lễ có kiểu người chết nào chưa từng nhìn thấy chị không hiểu ý em em muốn nói tới khoảnh khắc trước khi chết tức là chỉ có vài giây ngắn ngủi mà tình cảm thể hiện ra là chân thực nhất cố tư giải thích cho cô nghe mà nghệ thuật gia tên kỳ quái này lại chuyên môn nắm bắt biểu cảm của con người vài giây trước khi chết cố sơ lắc đầu thật không hiểu nổi mấy người học nghệ thuật như em muốn biểu đạt nghệ thuật có rất nhiều cách người hy sinh vì nghệ thuật cũng vô số kể hai mắt cố tư sáng rực nghệ thuật gia này từng nổi tiếng một thời nhờ một buổi triển lãm tượng sáp lấy chủ đề cái chết lập tức được liệt vào hàng ngũ các nghệ thuật gia hạng a nhưng về sau anh ta mai danh ẩn tích rất nhiều năm không ra tác phẩm mọi người cũng dần dần lãng quên tới tận năm nay cuối cùng anh ta mới trở lại mang theo tác phẩm mới tấn công giới nghệ thuật. Nhà điêu khắc tượng sáp, cố sơ lầm nhầm cái tên này, cứ cảm thấy kỳ kỳ. Tượng sáp của kỳ quái năm đó rất có danh tiếng, nghe nói hoàn toàn có thể khiến thật giả lẫn lộn. Người trong giới đều nói, nếu tượng sáp của anh ta đứng bên cạnh một người thật, cho dù là nhìn gần cũng không thể lập tức nhận ra có một cái là tượng sáp nói xong. Cố tư cầm di động lạch cạch tìm kiếm một lượt sau đó đưa cho cố sơ chị xem đi cố sơ lau tay cầm lấy di động xem qua là một buổi triển lãm tượng sáp quy mô không hề nhỏ chỉ mở cửa ba ngày trên hình quảng bá toàn bộ đều là một nhóm người nhắm mắt chỉ có hai người mặc vest là mở mắt nhưng lại là hai người đàn ông giống y hệt nhau một người đứng một người ngồi người đàn ông đứng cười rạng rỡ người đàn ông ngồi thì nét mặt trầm tĩnh không một nụ cười ảnh tuyên truyền lấy tông trầm làm chủ đạo chữ chủ đề màu cà phê lại cực kỳ nổi bật ức chủ đề rất đơn giản nhưng cố sơ luôn có thể cảm nhận được một sự quái đản từ con chữ đơn giản ấy cái tên của nghệ thuật gia được viết tít dưới cùng không có quá nhiều thông tin cá nhân để quảng bá cũng ngắn gọn như cái tên chủ đề kỳ quái trên ảnh tuyên truyền là hai người sinh đôi sao kỳ quái là một trong hai người này hay hai anh em này là một tổ hợp. Cố sơ cảm thấy kỳ lạ. Cố tư cười ngả nghiêng. Cố sơ nhìn nó không hiểu. Nghệ thuật ra là một người. Người còn lại là tượng sáp. Cố tư mím môi cười. Cố ý muốn kiểm tra khả năng quan sát của cô. Chị, chị cảm thấy trong hai người này đâu là tượng sáp. Cố sơ nực cười nhìn nó. Em bảo chị thông qua poster để phán đoán. Đùa sao? Ảnh có thể photoshop, còn lợn cũng có thể sửa thành phan an được. Tượng sáp của chính anh ta là có thật. Đây là ảnh chụp, tại chỗ cố tư chấm tay lên bức ảnh tuyên truyền. Cá là chị cũng chẳng có khả năng nhìn ra. Cố sơ lập tức giữ tay nó lại. Kế khích tướng chứ gì. Được, để yên chị xem nào. Cô lại tỉ mẩn xem kỹ. Rồi quyết rất nhanh, người ngồi này. Mặt không có cảm xúc. Ánh mắt đờ đẫn, vừa nhìn đã biết là tượng cố tư phì cười cố sơ thấy vậy ngẩn ra chẳng lẽ là người đang đứng dĩ nhiên cố tư phóng to bức ảnh lên ban nãy em đã bảo rồi tượng sáp của kỳ quái có thể đảo lộn thật giả sao có thể cố sơ thẳng thốt quan sát kỹ người đàn ông cười tươi trong tranh đây rõ ràng là người sống mà cố tư khẽ kéo tay cô thế nên thần kỳ lắm phải không chị hôm nay đi xem triển lãm với em đi nghệ thuật gia này mai phục bao năm em nghĩ lần này nhất định sẽ khiến mọi người mở rộng tầm mắt cho dù cố tư không nói câu này cố sơ cũng muốn đi xem cô quả thực cảm thấy kỳ quái về nhà điêu khắc tượng sáp kỳ quái này sao 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 điều khiến cố sơ không ngờ là buổi triển lãm tượng sáp tên ức này lại được tổ chức ở ven thành phố bây giờ đừng nói là các nghệ thuật gia có tường ngay cả mấy người vô danh cũng chọn khu trung tâm thành phố náo nhiệt nhất để nổi bật triển lãm của mình cách làm của vị kỳ quái này quả thực khiến người ta khó hiểu điều càng khiến cô không ngờ hơn là lại có nhiều người tới xem triển lãm như vậy có không ít xe đỗ trong khu rừng đa số là ô tô riêng vô cùng hào nhoáng có thể nhận ra người tới xem triển lãm đều có kinh tế cơ bản cố sơ xuống xe vừa nhìn đã liếc thấy ngôi nhà màu đen tuyền cách đó không xa ngoại hình của căn nhà rất kỳ dị giống một vật nhiều góc cạnh không có quy củ đang đứng giữa bãi cỏ hơn xung quanh đều là rừng cây chỉ có đúng một tòa kiến trúc độc lập như vậy kiểu kiến trúc này không thể nhìn ra nó có mấy tầng chỉ có thể dựa vào độ cao để phán đoán nó khoảng ba tầng có người lục tục kéo tới cũng có người lần lượt ra về Người đi vào đều mang theo một biểu cảm tò mò và chờ đợi. Người đi ra thì chỉ có ngợi khen cùng cảm thán. Điều này khiến cố sơ và cố tư càng thêm háo hức tương đương hết tương đương. Lại gần tòa kiến trúc mới phát hiện ra lối vào cực nhỏ. Cả ngôi nhà xa hoa mà lại chỉ kết hợp cùng một lối vào cao bằng nửa người. Mọi người bước vào đều phải khom lưng. Cực kỳ khác lạ, ngoài cửa có hai người mặc trang phục tiếp đón. Áo vest dày tây. Vô cùng tuấn tú, Cố Sơ nhìn cửa vào, cảm thấy không thể khó hiểu hơn rồi nhìn về phía một trong hai người tiếp đón. Hỏi, chỉ có một lối vào duy nhất này thôi à? Nhưng không nghe thấy tiếng đáp lời. Này, anh, Cố Sơ đang định chê trách thái độ phục vụ sơ suất của họ. Nhưng sau khi quan sát kỹ đã kêu á lên một tiếng. Cố Tư ghé tới trước ngắm nhìn rồi cũng sững sờ lát sau nó mới rè dặt giơ tay ra chạm rồi thở dài trời ạ à! hóa ra hai người này là tượng sáp đúng là lời đồn không hề hư ảo cố sơ quả thực không dám tin vào đôi mắt mình cô ra sức chớp chớp ghé sát mặt lại gần như dính sát vào tượng mới thật sự xác định đúng là tượng sáp nhưng cảm giác thị giác mà hai bức tượng này mang lại cho thế giới bên ngoài quá chân thực từ màu da biểu cảm động tác thậm chí tới ánh mắt khi có ánh nắng chiếu nghiêng qua đôi mắt nó cũng sinh động rực rỡ như mắt người vậy không hiểu sao cô cảm thấy gió lạnh phần phật sau lưng căng thẳng nuốt nước bọt cái ực quay đầu nhìn cố tư nó bèn nhìn lại cô bằng ánh mắt thấy chưa em đâu có nói sai các khách tham quan khác cũng phát hiện ra hai bức tượng sáp lần lượt bước tới ngắm nghía rồi tấm tắc khen đi thôi cố tư đã vô cùng sốt sắng khoác cánh tay kéo cô đi cố sơ khom người đi qua cửa oán trách phong cách của vị điêu khắc tượng sáp này cũng quái đản quá đi ai ngờ câu nói còn chưa kịp nguội cố sơ đã im bặt vào cửa bên trong bỗng sáng sủa hẳn lên bên trong mặc dù cũng chủ yếu dùng màu trầm nhưng lại có vô số đèn sao đan cài làm phong phú tầm nhìn phía sau sảnh triển lãm hơi thở nghệ thuật hiện đại rất mạnh mẽ lấy bối cảnh là đô thị công nghiệp lấp đầy một diện tích phải lên tới ngàn mét vuông ở nơi đây. Khi còn chưa tới, những hình ảnh cố sơ vẽ ra trong đầu chẳng qua cũng giống triển lãm tượng sáp của phu nhân Marita Sott, hoặc có thể là như sảnh tượng sáp Thượng Hải xưa phong tình phía dưới tháp truyền hình phương Đông. Nhưng khi đứng ở trong, cô mới nhận ra mình đã sai. Đây không phải nơi trưng ra kỹ thuật làm tượng sáp mà giống như sự giải thích mới về cái chết hơn cả một sảnh triển lãm rộng lớn, đan cài giữa không gian có thể là mây trôi hoặc quan tài. người nào người nấy đều nằm trong đó. trong quan tài có tiếng ca miên man loáng thoáng vọng ra, như điệu nhạc của trời xanh, lại như tiếng sơn ca từ trên cao vọng xuống. không thể nói hết sự thần thánh. cố tư vẫn ẩm ý đòi tới, xem cái mới lạ, lại vô thức nắm chặt tay cố sơ, hạ thấp giọng nói: chị à. Chị có cảm thấy chúng ta không giống như đang xem triển lãm không? Cố sơ bấm bụng, không tới tham quan triển lãm thì tới làm gì? Cố tư ngó nghiêng xung quanh, giọng càng thêm lý nhí, em cảm thấy. Chúng ta cứ như tới tham dự lễ tang ấy. Người nặng nặc đòi tới là em. Bây giờ người sợ sệt cũng là em, cố sơ khẽ mắng. Ai mà ngờ được tới đây lại quái dị như vậy chứ? Đúng là quái dị, không cần cố tư nhắc nhở. Ngay từ lúc vào cửa, cố sơ đã lập tức cảm nhận được, cô biết người nằm trên đám mây hoặc trong quan tài nhất định là tượng xác. Nhưng cứ cảm thấy thứ đập vào mắt là một người còn sống sơ sơ. Chủ đề của buổi triển lãm là ức. Trong tài liệu giới thiệu có giải thích chủ đề này, con người khi bước chân vào quỷ môn quan. Luôn có vài tích tắc nhanh chóng hồi tưởng lại cuộc đời mình biểu cảm thể hiện ra trong giây phút sắp chết ấy phản chiếu chính chuyện bạn khó quên nhất suốt một đời. Tại câu cuối cùng, nghệ thuật gia có viết con người sống cả đời, dối trá nhiều vô số kể. Hãy tin tôi, khoảnh khắc trước lúc ra đi mới là khi chúng ta thành thực nhất cố sơ xoa xoa cánh tay. Cô từng nhìn thấy người chết, bây giờ nghĩ kỹ lại. Một khắc trước khi chết của con người đúng là biểu cảm rất lạ. Có đau khổ, sợ hãi bình lặng, nhưng nếu đem những biểu cảm này ra thể hiện lại bằng tượng sáp sẽ càng quái dị hơn. Cô chân thành cảm thán nhà điêu khắc này có đôi tay nghệ thuật tuyệt diệu. Cô nhìn thật tỉ mỉ vào gò má tượng khác, khóe mắt chân mày đều trau lại rất kỹ càng. Con người phải biểu đạt tình cảm, cách trực tiếp nhất là thông qua đôi mắt. Tượng sáp ở đây, phàm là những tượng mở mắt thì đều y như người thật. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến cho người ta thật giả lẫn lộn. Từ từ, cô gọi khẽ, chúng ta tới đây lâu vậy rồi. Sao không nhìn thấy bóng dáng nhà điêu khắc kia đâu? Men theo bức tường có một số bức ảnh liên quan tới các tác phẩm trước đây của tác giả. Còn cả lý lịch của tác giả, chỉ có điều không nhìn thấy tác giả bằng xương bằng thịt. Theo lý mà nói, một buổi triển lãm được chuẩn bị công phu như thế này. Chính tác giả sẽ đích thân giải đáp những thắc mắc cho mọi người vị kỳ quái này quả thật như thần long thấy đầu không thấy đuôi. Cố tư giáo giác nhìn quanh, lát sau lắc đầu, càng là nhà nghệ thuật lớn thì tính khí càng kỳ cục. Ai mà biết được cuối cùng anh ta sẽ gặp mặt mọi người bằng phương thức gì? Nói vậy cũng đúng, có những nghệ thuật gia mang tính cách mà người thường không thể lý giải được. Diện tích của khu triển lãm không nhỏ, cộng thêm những bức tượng xác sinh động như thật nếu như xem xét kỹ từng biểu cảm thì hai người mất gần nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa đi hết một nửa về sau cố sơ bất chợt khâm phục nhà điêu khắc tính khí cổ quái này vì cô phát hiện ra đã xem qua nhiều tượng sáp không có một biểu cảm nào trùng lập cũng phải tới khi tham dự buổi triển lãm này cô mới biết thì ra cảm xúc của con người lại phong phú nhường ấy rẽ vào góc ngoặt có bức tượng sáp ở góc tường đủ các loại biểu cảm dữ dằn trước lúc chết. Cố sơ càng xem càng không thoải mái. Cô từng theo lục bắc thần ra hiện trường vụ án. Biểu cảm của tượng sáp khu vực này đều giống như đã chịu đựng một sự hoảng sợ khủng khiếp vậy. Mặt mũi méo sạch, con người trợn trừng, rõ ràng là trước khi chết bị dọa hết hồn. Nhưng cùng là hệ liệt hoảng sợ, nhà điêu khắc cũng có thể bày ra trăm ngàn cái hoảng sợ. Cố sơ cố gắng đè nén cảm giác khó chịu xuống liều mạng nói với bản thân đây toàn là tượng sáp thôi đều là giả trên tường nạm tấm kính hình thoi lấy màu trà làm chủ đạo ánh sáng rơi xuống mặt thủy tinh sẽ đung đưa bóng người ra vào sức tập trung của cố sơ vẫn rơi vào bức tượng cho tới bóng một người đàn ông cao gầy vụt qua mặt kính không hiểu sao cố sơ lại bắt được cái bóng ấy sững ra giây lát rồi đột ngột quay đầu khách tham quan ở khu vực này không ít những bóng người đi qua đi lại làm nhiễu tầm nhìn của cô bóng người đàn ông đó cách cô càng lúc càng xa hơi thở của cố sơ chờ nên rồn rập trái tim đập thình thịch loạn nhịp cô xuyên qua đám đông đuổi theo cái bóng đó nó chìm vào trong quần sáng như thực như mơ không chân thật bắc thần là lục bắc thần trong lúc gấp gáp cố sơ suýt kêu lên thành tiếng bên cạnh có tượng sáp còn có người thật như thật như giả ngăn cản bước chân cô khi cô đuổi tới ngã rẽ vào khu vực kế tiếp thì cái bóng đó đã biến mất lục bắc thần cô gấp gáp gào toáng lên những buổi triển lãm như thế này đều rất yên ắng có tiếng nhạc cũng không ồn ào người tới tham quan cũng rất tuân thủ trật tự thế nên trong lúc tiếng hét của cố sơ đã đột ngột phá tan mọi yên tĩnh mọi người xung quanh đều giật nảy mình quay đầu nhìn cô chằm chằm những ánh mắt đó như đang nhìn một kẻ tâm thần. Cố sơ vốn không để tâm quá nhiều như vậy. Dưới ánh mắt kỳ quặc của đám đông. Cố sơ lao đi khắp nơi tìm kiếm. Rối bời nhìn quanh nhìn quất. Bác thần, cô lầm nhầm tên anh. Hết lần này tới lần khác. Tim đập không thôi. Bóng hình đó đã biến mất hẳn rồi. Cô gần như sụp đổ. Cuối cùng đứng đờ ra. Tất cả mọi người đều thấy lạ. Không hiểu cô gái điên rồ này đang tìm kiếm thứ gì mồ hôi lấm tấm trên trán sắc mặt lại trắng bệch cô đứng im bất động như một đứa trẻ bơ vơ người qua người lại đông là thế vậy mà cô lại không tìm được anh thì ra tìm người cũng là một năng lực cố sơ nhớ lại giấc mơ khi trước của mình trong mơ bắc thần ôm chặt cô cô gào khóc để em nhìn thấy anh bắc thần thật sự là anh sao nếu là anh vì sao lại tránh mặt em cánh tay cô bị kéo lại cô quay đầu đối diện với ánh mắt lo lắng của cố tư. Chị, chị sao vậy? Cố sơ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. lẩm bẩm hình như chị đã nhìn thấy bắc thần. Á, à, sao lại hình như? Cố tư kiễng chân lên nhìn. Nhìn mãi mà vẫn không thấy bóng dáng lục bắc thần đâu cả. Trái tim cố sơ vẫn đang không ngừng dục dịch. Đầu óc vẫn ngập tràn hình bóng đó. Không thể nào, anh rể mà quay về thì chắc chắn sẽ lập tức về nhà ngay tới đây làm gì chứ cố tư lấy giấy ăn từ trong túi sách ra lau mồ hôi trên trán cô khẽ thở dài hơn nửa năm nay chị vẫn ngủ không ngon không sâu chắc chắn đã xuất hiện ảo giác rồi bản thân chị cũng là bác sĩ sao không biết tự chăm sóc bản thân chứ cố sơ trầm mặc một lúc lâu khẽ nói có lẽ chị đúng là nhìn nhầm rồi nhưng cái bóng ấy quen thuộc là thế Sao cô có thể nhìn nhầm chứ, tương tư là hỏa." Nói chị đấy, Cố Tư nắm lấy tay cô, "Chồng rất phấn khích, mau đi theo em, có thứ hay để xem đấy." Cố Sơ còn chưa nhảy ra khỏi tâm trạng hụt hẫng, nhất thời không phản ứng kịp đã bị Cố Tư kéo tuột đi. Là một khu vực hoàn toàn mới, cả khu vực lấy màu trắng lông vũ làm nền, phóng tầm mắt ra là ngút ngàn màu trắng. Nổi bật nhất chính là vị trí giá chữ thập chính xác trên bậc thềm có một người đàn ông mặc vest trắng đang ngồi sắc mặt nhợt như tờ giấy ánh mắt u buồn nhìn người đàn ông nằm trên một đài hoa trải đầy hoa hồng trắng anh ta rất yên lặng bất động đẹp như một hoa mỹ nam bước ra từ trong truyện tranh còn người đàn ông đang nằm thì cũng mặc vest trắng nhắm mắt giống y hệt người đàn ông ánh mắt u buồn cảnh này thu hút không ít người tất cả đều tấm tắc khen tài cố sơ nhận ra anh ta chính là tác giả kỳ quái có điều nhất thời không phân biệt được giữa người đang ngồi và người đang nằm đâu là người thật tương đương hết tương đương